để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên qua cái chương trình nghi vấn và trao đổi Phật pháp được đồng đạo nêu lên là ông Mười nêu lên qua hai câu giảng của tổ thầy là khùng thời ba tớ một thầy giảng dạy dãy đầy rõ việc thiên cơ. Nhưng mà ông Mười không có thắc mắc ở chỗ nào đặc biệt hết cô bác anh chị em. Ông hỏi suông vậy thôi, bây giờ trả lời suông nghe. À, thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ ông Mười ông hỏi khùng thời ba tớ một thầy giảng dạy dãy đầy rõ việc thiên cơ là cái ý. Bây giờ chúng tôi biết như trình bày cùng với quý vị nha. Còn quý vị nếu như mà có thấy chỗ nào còn cao sâu hơn nữa thì quý vị góp ý thêm. Thưa cô bác anh chị em chư đồng đạo, ở đây qua hai câu giảng này đó là chúng tôi được biết là được trích trong quyển nhất của bác anh chị em, tất nhiên là cái quyển khuyên người đời tu niệm mà Đức Thầy viết ở tại tổ đình, và có tất cả là 912 câu mà đồng đạo trích ra hai câu cho chúng ta bàn. Nhưng mà ông hỏi là khùng thời ba tớ một thầy đó là sao, giảng dạy dãy đầy đối diện thiên cơ, khùng đó là ai mới được, phải không? Bây giờ tự nhiên hỏi khùng đó là khùng thời ba tớ một thầy mà khùng đó là ai? Thưa cô bác anh chị em, thôi giờ nó mau khùng đó là thầy mình đó. Mà tại sao thầy mình đó là khùng? Tại vì bây giờ Đức Thầy ra đời là xưng khùng không cô bác anh em? Đức Thầy nói ra đời xưng hiệu khùng điên, có phải thầy này mình là khùng không? Ra đời xưng hiệu khùng điên, nào ai có biết thần tiên là gì? Như vậy thì bây giờ Đức Thầy chúng ta đó là khùng, thấy không, là xưng khùng. Nhưng mà bây giờ Đức Thầy xưng khùng mà ai là cái người xưng khùng đầu tiên? Mà bây giờ coi như là trở lại là nó là thầy khùng cô bác anh em. Như vậy thì bây giờ Đức Thầy chúng ta là vốn dĩ là thói thân của Đức Phật Thầy Tây An. Mà Đức Phật Thầy Tây An khi xưa coi như là ngài xưng khủng, mà hôm nay Đức Thầy còn lặp lại cho chúng ta biết Đức Thầy coi như là Đức Phật Thầy Tây An đó là khủng, phải không? Bây giờ Đức Thầy nói coi như là trong quyển nhì nè quý vị, mình lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi có phải không nghe. Bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết khùng thời quê ngụ núi Sam, có phải là Đức Phật Thầy Tây An là khùng không? Khùng thời quê ngụ núi Sam là Đức Phật Thầy Tây An quê ngụ núi Sam chứ ai, phải không? Còn điên chẳng có chùa am dưới này, hoặc giả là lời của người di tịch núi Sam chứ chẳng phải bài điều nguyện bạc, phải gì không? Như vậy là Đức Phật Thầy Tây An đó là khùng. À, thưa cô bác anh em, nhưng mà ở đây là khùng thời ba tớ một thầy giảng dạy dãy đầy rõ việc thiên cơ. Nhưng mà bây giờ coi như là ba tớ một thầy sao mà chỗ này coi như là nó hơi khó nghe cô bác anh chị em chưa đồng đạo. Tại sao là ba tớ mà một thầy? Mà bây giờ Đức Thầy ra đời đây chúng ta được biết là Đức Thầy chúng ta coi như là chỉ có như là một mình bản thân của Đức Thầy thôi. Là con của Đức ông là Quỳnh Công Bộ và Đức bà là Lê Thị Nhậm, sau khi đó coi như là ngày 19 tuổi cho đến coi như là 21 tuổi đó coi như là ngày đó là quát nhiên khai ngộ và để mà mở ra cái đạo coi như là để giáo độ cho chúng sanh. Thì biết thầy với thôi phải không? Mà tại sao bây giờ trong khi đó lại ba tớ một thầy đó là ai? Giờ cô bác anh chị em thôi nói cho nó mau đi nghe. Thưa cô bác anh chị em, bây giờ cái bản thân của Đức Thầy, Đức Thầy nói là xuống mượn xác nhằm năm kỷ mão buồn xóm làng cứ ghét điên khùng, là Đức Thầy vào năm kỷ mão năm 1939 vào ngày 18 tháng 5 là mượn xác, hoặc giả là mượn tạm xác Quỳnh Danh Thanh sắc trẻ chờ thời thiên định thiết khùng ca, đó là mượn xác, hoặc giả là chọn một chàng tuổi trẻ tục hàm mượn tay gã tờ qua thần hạ bút là mượn xác. Mà như vậy là chơn linh là ở trong cái thân xác của Đức Thầy đó là ai? Là ba tớ một thầy cô bác anh chị em đó là ai? Tất nhiên bây giờ coi như là một thầy đó là Đức Phật Thầy Tây An, một thầy đó là Đức Phật Thầy Tây An nghe, là ông ơi Đức Phật Thầy Tây An đó là thầy. Mà hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại là từ ngày thọ giáo với thầy, tất nhiên là Đức Phật Thầy Tây An là ông cử đa thọ giáo đó. Dẹp lòng vị kỷ đầy lòng yêu dân, có nghĩa là lúc đó là ông cử đa mà ông thọ giáo với Đức Phật Thầy Tây An đó là đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An. Vì bây giờ ở đây là Đức Phật Thầy Tây An đó là thầy, nhưng mà ba tớ một thầy tất nhiên là Đức Phật Thầy Tây An đó là thầy, thấy không? Nhưng mà ba tớ tất nhiên bây giờ nói ông tớ thứ nhất thì tất nhiên là ông cử đa đó cô bác anh chị em, ông cử đa đó là ông tớ thứ nhất. Mà hôm nay Đức Thầy còn viết lại trong cái bài xíu mạng nè là đến trung tuần tháng 8 ta cùng Đức Thầy tá hiệu khùng điên mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, khoa ta cùng Đức Thầy phải ông cử đa không? Bởi vì bây giờ coi như là Đức Phật Thầy Tây An là xưng khùng, mà ông cử đa đó lại là xưng điên, là khùng thời quê ngụ núi Sam là Đức Phật Thầy Tây An, còn điên chẳng có chùa am dưới này, tất nhiên là ông cử đa đâu có chùa am gì dưới này đâu, ông tu trên núi Tà Lơn ở trên đó, phải không? Như vậy thì bây giờ ông cử đa đó tất nhiên là đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An, mà hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại trong quyển nhất này cô bác anh em chúng tôi xin đọc lại nha.
là điên. Đức Nhiên Lộng Cử Đa là điên, ngày xưa cũng như ai vào cát ra đài tột bực, vào sang nghĩ suy danh lợi chẳng màng, bèn lên ẩn vật lâm sang tu trì nhờ trời may mắn. Một khi thẫn thơ là gặp Đức Thầy Bửu Sơn, là gặp Đức Phật Thầy Tây An. Mới cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, động lòng bác ái ra ơn giải truyền. Thấy điên tâm tánh quá thiền, nậu trong sáu khắc biết liền thiên cơ. Tất nhiên là bây giờ là ông Đức Phật Thầy Tây An mới truyền pháp coi như là cho là ông Cử Đa, ông tu đắc đạo. Thì ông Cử Đa coi như là quê ở làng Phù Cát, tỉnh Quy Nhơn, trung phần Việt Nam. Sau khi ông độ được Võ Cử coi như là cánh chim bằng không ngất, tung bay đây đó để mưu đồ hộ quốc tỳ dân. Cho nên là từ ở trung phần đó ông mới vào trong miền Nam của mình vào năm 1867. Thì bây giờ vào trong miền Nam, ông đi rảo khắp bước chân giang hồ trên vùng nước cấm. Nhưng mà gặp cái hoàn cảnh đóng đánh xuôi càng thổi ngược, ông là Nguyễn Trung Vật thất bại ở là Kiên Giang. Cho nên bây giờ ông không có cơ hội để mà coi như là giúp dẫn nước được. Cho nên sau khi đó bắt đầu ông mới ra Phú Quốc. Khi mà ra Phú Quốc rồi đó cô bác anh chị em chứ đồng đạo, thì bây giờ coi như là ông mới trở về trên cái núi Tà Lơn để mà ông tu. Kể từ Phú Quốc ta về Long Thoàn ta ở giữa kề 2 năm. Tất nhiên là ông ở trên coi như là ở cái điện Long Thoàn, ai có đi núi Tà Lơn thì biết. Dạo chơi mấy điệu chi âm nay vì thương chúng trần gian, phản hồi nghĩ mình trung sạch đã gọi đào tiên tạm thực về ngồi cõi sao. Dương Trần quý hiệu tên đa cõi tiên, vốn thiệt hiệu là Ngọc Thanh. Ở đây tôi đọc Giảng Cử Đa nghe, chứ không phải là Giảng Thầy Quyến Ba, là không phải vậy. Tại vì Giảng Cử Đa là hiu hiu gió thổi đùng đùng, hất phơ liễu yếu lạnh lùng tòng mai. Còn Đức Thầy nó là hiu hiu gió thổi lạnh lùng, còn kia là hiu hiu gió thổi đùng đùng, chứ không phải lạnh lùng lùng. Thưa cô bác anh chị em chứ đồng đạo, vậy thì bây giờ ông Cử Đa sau khi lên núi Tà Lơn mới gặp được Đức Phật Thầy Tây An, và sau khi đó mới được đắc đạo. Và tới chừng mà đắc đạo rồi, hôm nay Đức Thầy đã đợi năm 1939 đó cô bác anh chị em, là ông Cử Đa trở xuống coi như là để mà giáo độ cho chúng sanh, phải không? Thì hôm nay Đức Thầy con nhắc lại nè, là dạy đạo chánh là vì thương Nam Việt, phải không? Ở Cao Miên đó là vì mến Tần Hoàng. Là lúc đó coi như là ông Cử Đa ở trên Cao Miên chánh vì mến Tần Hoàng trở về Nam, đặng có sửa sang cho thiện tính được rành chân lý. Thì rõ ràng là vậy, hoặc giả là ở rừng bạn với cáo cày, phải không? Ngày nay xuống thế cáo cày lì xa, ai mà ở rừng thì bây giờ chiếm cũng Cử Đa chứ ai, phải không? Hay là giả từ sơn nè, lãnh nè, lâm nè, tuyền nè. Tất nhiên là lúc đó ở trên núi Tà Lơn chẳng đó. Bây giờ ông giả từ sơn lãnh lâm tuyền về đây hội hiệp xã duyên tới thầy ở rừng bạn với cáo cày, ngày nay xuống thế mà cáo cày lì xa. Thì đây tất nhiên là chỉ trong Cử Đa. Vậy thì bây giờ ở đây là một thầy ba tớ đó cô bác anh chị em, là muốn chỉ cho Đức Phật Thầy Tây An đó là thầy, mà ông tới thứ nhất tất nhiên là ông Cử Đa. Thưa cô bác anh cho nói cho nó mau gì đi nghe. Thôi bây giờ coi như là đến ông tới thứ hai đi cô bác anh chị em, đó là ai? Thưa cô bác anh chị em chứ đồng đạo, bây giờ ông tới thứ hai đó thì quý vị mình biết coi như là trong giáo lý của tổ thầy, thì Đức Thầy nó là kể từ nay là tiên nè, Phật nè, thánh nè, thần nè, lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết, có nghĩa là trong đó có tiên, có Phật, có thánh, có thần. Hoặc giả là thâm trầm đạo đức quá thanh thao, thần nè, thánh nè, Phật nè, tiên nè, xuống kêu gào dương gian mau tỉnh trong trần mộng tầm kiếm nơi nào đạo siêu cao. Như vậy bây giờ là một thầy ba tớ, là một đó là ông Phật, mà ba tớ tất nhiên là tiên nè, thần nè, thánh nè. Tất nhiên là ba ông tớ là tiên, là thần, là thánh. Mà giờ tôi mới kể con tiên hả? Rồi bây giờ tới ông thần đó là ai? Ông thần đó tất nhiên là ông Nguyễn Trung Trực. Thưa cô bác anh chị em, ông Nguyễn Trung Trực. Mà ông Nguyễn Trung Trực hàng ngày quý vị mình coi như là bài nguyện của mình á, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cựu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Phải Nguyễn Trung Trực không? Hàng ngày mình nguyện coi như là ông Nguyễn Trung Trực. Thì bây giờ là Trung Trực Phò Nguy Đại Lịnh Thiên, có nghĩa là hôm nay là ông Nguyễn Trung Trực trở lại là phò trong thời kỳ này. Cô bác anh chị em không có thời gian tôi kể nghe, có nhiều cái thời gian coi như là nếu mà chúng tôi kể cái vấn đề mà ông Nguyễn Trung Trực đó để mà hộ trì coi như là qua cái thời kỳ chánh pháp này đó cô bác anh chị em, để mà hộ giúp cho Đức Thầy coi như là làm cái việc đạo đó cô bác anh chị em. Nhưng ở đây coi như là ông tới thứ hai, tất nhiên là ông Nguyễn Trung Trực quý vị mình cũng được biết rồi phải không? Ông Nguyễn Trung Trực đó, ông tên là Nguyễn Lịch, mà quê coi như là ông ở làng Mỹ Tho đó, thầy nói cho nó mau gì đi ngang. Rồi sau khi đó coi như là thời kỳ của pháp thuộc rồi đó cô bác anh chị em, ông mới coi như là vận động nghĩa quân. Nhưng mà sau khi ông thất bại tại Hòn Trong Kiên Giang Gạch Giá vào ngày 28 tháng 8 năm 1868, ông bị hành quyết coi như là tại Kiên Giang. Nói cho nó mau gì đi, phải không? Chứ bây giờ kể lịch sử của Nguyễn Trung Trực nó lâu lắm. Thôi bây giờ vậy bắt đầu là chúng ta được biết là ông tới thứ hai tất nhiên là ông Nguyễn Trung Trực, là vào trong thời kỳ này để mà hộ trì chánh pháp cho Đức Thầy, đó là ông tới thứ hai nha ông. Nói cho nó mau gì đi.
Bây giờ đến ông tới thứ ba đó là ai cô bác anh chị em? Một thầy ba tới mà là thánh. Thưa cô bác anh chị em chứ đồng đạo, thì bây giờ coi như là ông tới thứ ba, tất nhiên là ông thánh là hộ trì chánh pháp cho đức thầy. Còn có người đó, trong khi đó là bàn coi như là ông tới thứ ba, tất nhiên là ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là ông thánh. Thì ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng là ông thánh, phải không? Nhưng mà đức thầy cũng vốn dĩ cho chúng ta biết cái ông thánh là ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, mà đức thầy còn nhắc lại trong bài thu đã cuối nè. Đức thầy nói là nguồn mây bạc cuốn quai mũi giết, chấm vào nghiêng chi xiết ngại ngùng. Có nghĩa là nguồn mây bạc á, mây nó là nghĩa, nó là nghĩa của chữ dân, mà bạc á là nghĩa của chữ bạch. Vì thì bây giờ là mây bạc á là cuốn quai mũi giết trở lại nè, mà giết sấm giảng đây tất nhiên là mây bạc là bạch dân. Mà bạch dân đây tất nhiên là cái hiệu coi như là của ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là hiệu là bạch dân cư sĩ, phải không? Rồi bây giờ cái bài viết của ông là bạch dân thơ tập. Mà hôm nay coi như là đức thầy còn nhắc lại là dân dân bạch bạch thức sinh thần cổ quán thông hương nhất vị nhân, tiên sinh hiện kiếp hồi lê chúa hậu truyền độ chúng cảm hoài ân. Thì hôm nay coi như là ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trở lại. Thì bây giờ nói như vậy nghe, chứ thật sự ra cô bác anh chị em ở đây á là một thầy ba tớ đó cô bác anh chị em, là muốn nói coi như là Phật là ông thầy, mà ba tớ tất nhiên là tiên nè, thần nè, thánh nè. Thì bây giờ nó nói chung lại cô bác anh chị em, nãy giờ chúng tôi trình bày như vậy đó là tùy theo quý vị coi như là có công nhận hay không á, thì quý vị coi như là còn xét lại nha. Nhưng mà ở đây coi như là có thể khẳng định á là một thầy ba tớ là Phật. Bây giờ là ba ông tớ là tiên, là thần, là thánh. Nhưng mà ba cái ông tớ tiên, thần, thánh đó thì bây giờ ông cử đa đó với Nguyễn Trung Trực đó em, là chúng tôi coi như là có khẳng định được. Nhưng mà ông thánh á thì bây giờ chúng tôi chưa có khẳng định nha, chưa có khẳng định. Nhưng mà ở đây đức thầy mới bảo cho chúng ta biết nè, chừng sau đến hậu rồng mây người đời mới biết điên này là ai. Chừng sau đến hậu rồng mây mới biết đức thầy là ai. Bây giờ cứ bàn hoài coi như là biết đức thầy là ai đâu, phải không? Thưa cô bác anh chị em chứ đồng đạo, vậy thì bây giờ đó, thưa toàn thể chứ quý vị, qua hai câu này đó là khùng thời ba tớ một thầy, rồi bắt đầu qua cái câu sau là giảng dạy dạy đầy rõ việc thiên cơ. Mà bây giờ ai giảng dạy dạy đầy rõ việc thiên cơ đi cô bác anh chị em? Thì bây giờ Đức Phật thầy Thế An cũng giảng dạy dạy đầy rõ việc thiên cơ, phải không? Rồi hôm nay thầy coi như là trở lại cũng giảng dạy dạy đầy rõ việc thiên cơ. Mà giờ thiên cơ đó là cô Đức Phật thầy Thế An sao? Nói luôn đi nghe cô bác anh chị em chứ đồng đạo. Ông Đức Phật thầy Tây An ổng giảng thiên cơ gì nè. Ổng nói là thiên cơ tất nhiên là những cái gì tiên tri trở về sau đó là thiên cơ chứ vậy, phải không? Ổng nói coi như là sau này là trông cho mỹ thuận bắt cầu sông ngân tới thế mà lập lầu đế dương. Mỹ thuận làm sao bắt cầu, mà giờ bắt cầu rồi, phải không? Thiên cơ là gì đó? Rồi sau nữa nói sao tàu chạy trên mây, dưới sông thương mãi nghe đi khỏi chèo, thung dung bất lận giàu nghèo, dưới sông mà tàu rước trên bờ xe đưa. Nam thanh nữ tú đều ưa, đường đi dàn dặm ngàn dặm mà xe đưa dễ dở. Có phải là thiên cơ không? Giảng dạy giấy đầy đối việc thiên cơ là ông nói thiên cơ, nhưng mà giờ có hết à? Trong cái lúc mà Đức Phật thầy Tây An nói là không có, nhưng mà bây giờ có hết rồi cô bác anh chị em. Nhưng mà còn nghe, còn cái đoạn này tôi chỉ đọc khuất ngang cho cô bác anh chị mình nghe thôi nghe. Ông nói cuộc đời càng gắt lại càng gai nhặt, nổi thiên cơ chẳng dám bài gắt, gắn núp với hang con ngựa chạy, mà khỉ ngồi trên ngọn ngó gà bay, đông tây trộn trộn chờ che sát, mà nam bắc ê hề đất trở thay, nhân loại mười phần hao bảy tám, mà thần tiên thấy vậy cũng trâu bài. Cái chỗ này chưa tới nghe, còn nữa nghe, còn nghe. Thì thôi bây giờ coi như là giảng dạy giấy đầy gọi việc thiên cơ đó là coi như là Đức Phật thầy Tây An. Còn hôm nay Đức thầy trở lại cũng giảng dạy giấy đầy gọi việc thiên cơ. Đức thầy nói nè, khổ với thảm ngày nay có mấy sợ, mai sau dòm thấy bay hồn trừ trà gian, còn thiện chỉ tồn mà cảnh sông máu núi xương ta thiết. Nghe không? Chẳng như thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường thôi, nó đại khái nó chuyện vậy thôi ha. Chứ bây giờ thiên cơ của Đức thầy nói coi như là rất nhiều, mà Đức thầy vốn dĩ cho chúng ta biết cô bác anh chị em việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao lý, hoặc giả là thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi thương nơi thứ tế hồi khổ não rồi. Thưa cô bác anh chị em, thôi thì bây giờ để trở lại qua cái tiêu đề này đó là khùng thời ba tới một thầy giảng dạy dạy đầy rõ việc thiên cơ đó, là thôi giờ về nha, là chúng ta đừng có đi kiếm ông tiên ông thần ông thánh nào trên cô bác anh chị em. Rồi bây giờ có nhiều người nói bây giờ đức thầy là ông cử đa, có người nói đức thầy đó là ông Maha Ca Diếp, có người thì nói đức thầy đó là ông Văn Thù Sư Lợi, còn có người nói đức thầy đó là Phật Tổ Thích Ca trở lại nữa chứ. Có người điện hỏi chú Tư ơi, đức thầy có phải là ông Di Đà trở lại không? Tôi nói không.
ông dân sắc lệnh thôi chứ không phải là ông Đức Di Đà trở lại. Rồi có người nói là Đức Thầy là ông Cử Đa, có người nói Đức Thầy là ông Trạng Trình, có người nói Đức Thầy coi như là ông Nguyễn Trung Trực gì dân dân. Hả, vậy chúng tôi đã kể nghe. Nhưng mà thưa cô bác anh chị em với đồng đạo, mình đừng có đi tìm kiếm, đừng có đi tìm kiếm gì hết. Tôi kể với chị nghe cái chuyện bên thầy rất gọn, vì lúc Đức Thầy coi như là trở về gia đình của ông Lê Công Bộ coi như là để mà họp trong cái ngày coi như là gần cuối rồi đó. Cái Đức Thầy ra cái vẻ mặt coi như là hết sức buồn rồi, châu mày buồn lắm. Thì bây giờ ông Hương Hào Khỉ coi như là bây giờ ông mới trở lại nói dạ thưa thầy, hôm nay có cái vẻ coi như là Đức Thầy không được vui, là có cái vấn đề gì ở tương lai. Tại vì Đức Thầy coi như là có cái chuyện là Đức Thầy ra vẻ đấy. À, cái Đức Thầy nói là hôm nay tôi gặp quý vị coi như là trong thời gian mà tôi còn ở gần quý vị không còn xa nữa đâu. Bây giờ tôi nói quý vị bây giờ đó, ai có hỏi gì đó thì cứ việc hỏi. À, thì nhân đây coi như là ông là Hương Quảng ông mới hỏi nghe. Ông hỏi nó dạ thưa thầy, thầy có phải là ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm không? Cái Đức Thầy hỏi còn ai nữa? Cái ông hỏi dạ thưa thầy, Đức Thầy có phải là ông Cử Đa không? Cái Đức Thầy hỏi còn ai nữa? Cứ hỏi tòa tới, hỏi Đức Thầy có phải là ông Văn Thù là trở lại không? Cái Đức Thầy hỏi còn ai nữa? Rồi ông hỏi tiếp coi như là Đức Thầy có phải đó là ông Maha Ca Diếp phải trở lại không? Cái Đức Thầy nó còn ai nữa? Coi như là hỏi liên tục vậy đó cô bác anh chị em với đồng đạo. Nhưng mà cuối cùng Đức Thầy không có xác định là Đức Thầy là ai hết. Mà Đức Thầy chỉ nói câu nói này, nói tôi nói cho ông biết nãy giờ ông hỏi như vậy đó, nhưng mà tôi nói cho ông biết cùng với tín đồ là của tôi đã ngay sau này được biết đó, là đừng có ai tìm kiếm là tôi là như một người như nãy giờ ông đã kể. Đừng có tìm kiếm, để sau này tôi về tôi kiếm, để sau này tôi về tôi kiếm các ông. Các ông đừng có nghĩ như là tôi như vậy mà tìm kiếm là sau này là bị người ta dụ, bị người ta gạt mình. Thôi cô bác em hết sức là chỉ lý vô cùng. Vì vậy cho nên bây giờ có nhiều người ta xưng ông này ông kia vậy đủ thứ hết trơn. Rồi bây giờ chúng ta bị lạc nghe. Thưa cô bác anh chị em chỉ đồng đạo, thôi thì bây giờ qua hai câu giảng chương trình Dạ Đất Nghi Vấn mà nãy giờ nó cũng hơi dài quá ha. Đúng lý ra là khoảng 10 phút thôi, mà nãy giờ trên 10 phút rồi ông Mười ơi. Ha. Thôi thì tạm là khép đi, bây giờ trả lại cho vấn chủ và ý kiến của toàn thể với cô bác anh chị em. Nếu có điều chi bàn thêm thì bàn, không có xin phép cho tiêu thông qua cái tiêu đề thứ nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi biết đạo cái tiêu đề đầu tiên của anh Đường Đưa Lâm, anh Tư đã giảng giải tâm và cũng thẩm ý của ông Mười bằng lòng cái hai câu giảng của mình chưa? Đức Thầy đã dạy đầu bằng lòng. Thì giờ đây kính thỉnh những tám và đến đây cũng hỏi câu hỏi thứ hai và thăm nghề tất cả của những hôm nay và thấy mình xin mời những tám đến trực tiếp câu hỏi này. Tiền mạnh rồi nó cái máy vậy, mấy cái máy đó nó quay được vô cảnh rồi mình. Cảnh được quay mà. Đâu có đâu. Có. Dạ kính thưa toàn thể quý cô bác anh chị em kính mến, tiếp theo cái tiêu đề thứ hai được ông Tám nêu lên qua hai câu giảng của tổ thầy. Và trong hai câu đó là chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, khó gặp chữ không không mà có. Lúc chồng gãy rủi nhiều sâu bọ rồi ngẩn ngơ bọ giống hay sao phải không? Thưa cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo. Vậy thì bây giờ hai câu giảng được ông Tám được nêu lên, chúng tôi được biết là ông chích từ nhưng là trong cái bài Sa Đéc. Mà cái bài Sa Đéc này đó là Đức Thầy viết ở tại Sa Đéc, cô bác anh chị em với đồng đạo. Và cái bài này có tất cả là 172 câu mà đồng đạo như là chích ra hai câu cho chúng ta bàn. Vậy thì bây giờ đồng đạo nêu lên qua hai câu này đó là chúng tôi được biết chích trong bài Sa Đéc mà Đức Thầy viết vào ngày rằm tháng 4 năm 1940 và có tất cả là 172 câu mà đồng đạo trích ra hai câu cho chúng ta bàn. Mà sở dĩ coi như là có cái bài Sa Đéc đó cô bác anh chị em là tại vì ban Tôn Thư ban Hoằng Pháp nương vào trong cái nội dung đó để mà viết ra cái bài Sa Đéc. Chứ thật sự ra thì bây giờ lúc đó Đức Thầy viết coi như là nguyên một cái tác phẩm đó không có tiêu đề.
Yeah. Nhưng mà bây giờ coi như là ban tu thư ban hoàng pháp thấy Đức Thầy viết ở tại Sa Đéc vào ngày đầm tháng 4, cho nên đặt đó là tiêu đề Sa Đéc. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ ở đây đồng đạo mới nêu lên hỏi cái ý là chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, khó gặp chữ không không mà có. Bây giờ chuyện cao siêu Phật pháp còn dài là còn sao cô bác anh chị em, mà còn dài mà khó gặp chữ không không mà có là sao? Thưa chư quý vị, thưa toàn thể cô bác anh chị em, lúc Đức Thầy ra đời đó hết sức coi như là gian truân khổ hại. Rồi bây giờ coi như là pháp coi như là mới câu lưu Đức Thầy vào ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940, nó mới đưa thẳng về coi như là trên Châu Đốc. 3 tiếng đồng hồ sau là nó sợ coi như là Đức Thầy còn ở trong tỉnh Châu Đốc để hoạt động coi như là đạo sự nữa đi. Suốt cả năm trời như vậy rồi, bây giờ nó nói bây giờ là dứt khoát coi như là ông không được ở tỉnh là Châu Đốc này, cho nên nó mới đưa thẳng xuống Sa Đéc cho nó lạ, cho nó xa coi như là cách coi như là đồng đạo. Vậy thì bây giờ coi như là đến cái ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn đó, bây giờ coi như là nó đưa thẳng xuống Sa Đéc đó, là trong lúc đó Đức Thầy ở tại Sa Đéc đó, là đến cái ngày là 17 tháng 4 năm Canh Thìn Đức Thầy được là đưa xuống gia đình Công Hương Bộ Thành. Cho nên bây giờ Đức Thầy mới viết coi như là cái bài Sa Đéc này đó là nhìn cuộc thế bộn bề sống dậy, cửa thiền môn còn hỏi khóa then nương xứ xa, tạm viết giới đèn tỏ tâm sự của người liệu đạo. Tỏ tâm sự của người liệu đạo tất nhiên là Đức Thầy đã đắc đạo rồi, tỏ tâm sự cho tất cả các chúng sanh biết, phải không? Thưa cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo, vậy thì bây giờ coi như là Đức Thầy mới viết dài 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 tới coi như là đến cái câu là chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, có nghĩa là muốn nói qua cái là cái chuyện coi như là Phật pháp đó là coi như là nó thâm sâu, coi như là không thể coi như là dùng bút mực nào mà tả hết cho đỡ hết được. Nhưng mà bây giờ trong thời gian ngắn quá, Đức Thầy mới viết ra cái bài mà Sa Đéc này chỉ có 172 câu thôi cô bác anh chị em chư đồng đạo. Hả? Không được. Rồi bây giờ coi như là Đức Thầy mới cho chúng ta biết là chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, có nghĩa là Đức Thầy nói hoài nói không có cùng được, mà Đức Thầy nói là khùng thần cùng ngồi nói chuyện quá dài, phải không? Khùng ngồi nói chuyện quá dài, bị lòng bác ái mà nói hoài không có thôi, nói hoài không có thôi là tại chuyện cao siêu Phật pháp còn dài. Chừng nào Đức Thầy mới thôi? Thưa cô bác anh em, Đức Thầy nói chừng nào bổn đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng mới thâu. Chừng nào mà thiên cơ đạo lý mà tất cả mọi người đều hiểu hết để lòng hết thầy mới thôi. Nhưng mà chưa có thôi được cô bác anh em, cho nên đến cái ngày 25 tháng 2 coi như là Đức Thầy giáng mặt. Thấy không? Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ qua hai câu này đó là khó gặp chữ không không mà có. Rồi đồng đạo hỏi vị chứ bây giờ cái nào mà không không, cái nào mà có cô bác anh chị em? Vì bây giờ ở đây là không không mà có, nó nằm trong cái bộ kinh Bát Nhã. Mà kinh Bát Nhã đó thì bây giờ coi như là trong đây coi như là nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm 22 năm thuyết kinh Bát Nhã. Nhưng mà sau cuối cùng rồi đó thì bây giờ đó là còn lại cái bộ khuyết tâm kinh. Mà bộ khuyết tâm kinh đó là Maha Bát Nhã không, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, phải không? Thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết cầu ách xá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Vậy thì bây giờ là sắc giống là không, không giống là sắc. Khó gặp chữ không không mà có, có nghĩa là chúng ta không hai cái đi, tất nhiên là nó có liền. Không hai cái là hai cái nào cô bác anh chị em? Hai cái tất nhiên là một, tất nhiên là của cải tài sản, chúng ta nghĩ cái này là không, không không sao được. Cái này coi như là ông Thánh đã nói rồi, tất nhiên là trên dương thế hữu hình tắc quải, có nghĩa là có hình tướng tất nhiên là sao quải hết. Phải không? Thương bấy người đời không vẫn không, có không? Thương bấy người đời không vẫn không, ruộng vườn nhà cửa có như không, vợ con cha mẹ lâu rồi chết, rồi danh lợi giàu sang rút cuộc không, rồi chăm khéo chăm không, còn giả dối ngàn muôn ngàn kế cũng bằng không, rồi suốt đời lo lắng gầy có nghĩa mà nhắm mắt hai tay cũng phủi không. Phải không? Cũng phủi không có nghĩa là cũng đâu có gì đâu. Tất nhiên là chúng ta nhớ như vậy, tất nhiên là của cải tài sản có nghĩa là không. Thì bây giờ không đó, thì bây giờ đó Đức Thầy đã báo cho chúng ta biết đó cô bác anh chị em. Tất nhiên là những cái không đó mà chúng ta còn lưu luyến rồi, tất nhiên là sau này chúng ta phải khổ về vấn đề đó. Còn cái không thứ hai nữa là gì cô bác anh chị em? Tất nhiên là cái thân của mình. Cái thân của mình ở đây đó, tất nhiên là ở đây là do nơi tứ đại hiệp thành, phải không? Tất nhiên là đất nước chất lửa. Ăn của thổ thì quần lại thổ, xác phàm phu có số định rồi, tạo cho nhiều cũng chỉ thế thôi, thân khi mất mà sự đời cũng mất. Như vậy thì bây giờ cái thân chúng ta giống như là mượn tứ đại, rồi cuối cùng cũng trả về cho tứ đại, phải không? Có ai mà giữ cái xác này được coi như là trăm niên vĩnh cửu cô bác anh chị em? Phải không? Đâu có giữ được. Như vậy thì bây giờ cái thân xác của chúng ta cuối cùng chúng ta cũng phải bỏ mà thôi, phải không?
Vì vậy cho nên là dĩ quy tam xích thổ nang bảo bách niên thân, mà ký quy tam xích thổ nang bảo bách niên phần, chưa thác về với đất ba thước chưa chắc gì giữ được cái thân này trăm năm, thấy không? Mà khi đã thác về với đất ba thước chưa chắc gì giữ được cái mộ mình nó là trăm năm. Vì cho nên cái thân này giống không, mà ai mà nghĩ được cái chỗ là trong cái chỗ là không không mà có. Tất nhiên là chúng ta hai cái không đó mà chúng ta coi như là đã như vậy rồi bắt đầu, thì bây giờ chúng ta làm sao cho nó có lại đây? Thì bây giờ chúng ta nghĩ của cải tài sản vật chất đều coi như là nó phù phiếm là không thật. Mà không thật rồi bây giờ chúng ta làm sao cho nó có? Bố thí nào, bố thí giúp đời. Thì bây giờ chúng ta đem của cải tài sản bố thí giúp đời rồi, bây giờ đó là cho người ta là mất, cho ta là mất đó là không. Nhưng mà nó có, khó gặp chữ không không mà có. Tất nhiên mà cho là mất hết. Bản thân của chúng ta bây giờ hy sinh cuộc đời chúng ta để mà tu hành Phật pháp. Bây giờ quý vị mà cái bản thân quý vị mà đi là đi khóa niệm Phật có thấy có không? Niệm Phật suốt ngày cũng không có gì hết, phải không? Là không. Cúng lại quý vị cúng lại xong có gì không? Không, phải không? Đi núi đi non hoặc giả là chúng ta làm phước bố thí bắt cầu bồi lộ làm lành tất cả các việc quý vị đi về rồi có bàn tay không có bạc đâu, đồng bạc nào đâu? Không. Nhưng mà cái đó là cái có. Cái đó là cái có. Là tại sao? Tại vì Đức Thầy nói là trồng cây lành dĩ quả thơm tho, tuy không thấy mà sao không có mất, phải không? Sao không có mất? Hay là đức á, là phước á, tất nhiên là phước đức á, là tuy không thấy á, mà nó còn. Còn tài coi rần rộ mà mòn như cưa, có nghĩa là không có còn gì chân trời á. À, vậy thì bây giờ ở đây coi như là khó gặp chữ không không mà có. Tất nhiên là ở đây coi như là chúng tôi coi như là trình bày cùng với quý vị là đơn giản gọn, là vừa với cái tầm tay mình để mình hành đạo thôi cô bác anh chị em. Còn nói vấn đề mà lý sắc không mà trở về tự tánh, nó nghe là sắc bất dĩ không, không bất dĩ sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, họ tưởng hành thức diệt khục như thị. Bây giờ sắc không sao? Trên từ kinh khó hiểu quá, thôi giờ mình gói lại đi hen. Bây giờ mình nói qua giáo lý Đức Thầy coi như là dễ hiểu. À, dễ hiểu tất nhiên là bây giờ nghĩa là tất cả chứ quý vị là buông ra làm lành tất cả các việc, nhưng mà cuối cùng rồi là những cái đó là chúng ta còn những cái nào chúng ta bo mà giữ đó tất nhiên là mất, phải không? Giữ rồi là mất. Vậy bây giờ coi như là chúng ta nên tìm những cái nào mà còn thì chúng ta làm, còn cái nào mà không có còn thì chúng ta coi như đừng có lưu luyến chi mất công. Nguyên cô bác anh chị em tìm sống thật cho an hồn xác, sống bọn chi cho nát thân tâm, phải can đảm nhận đời làm quyết bừng tỉnh dậy kiếm tầm đường tu đạo mới giải được câu đời tạm đời còn nằm trong phạm vi mê, bởi mê thành khổ nhiều bề mà điều chi cũng chẳng hề được lâu. Thân đã giả vật nào phải thật, người luống công giành vật đeo mang hơi tàn, mỗi vật đều tàn dù cho vật ấy nồng nàn thương yếu mất hết, phải không? Nhưng mà còn có một cái mà Đức Thầy nói là chỉ có tội phước hỡi còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài phước nhiều tiên cảnh lên đài, đó là còn. Tội nhiều xa đọa nhiều ngày thám thê, chừng ấy mới biết chỉnh ghê ăn năn chẳng kịp, khó bề tinh tâm. Rõ ràng chứ không? Vậy thì khó gặp chữ không không mà có là vậy đó cô bác anh chị em. À, còn bàn sâu về Phật pháp nữa thì quý vị mình có điều kiện ngồi bàn tròn chúng tôi cứ bàn sâu thêm. Rồi đến đây coi như là chúng tôi cũng xin tạm khép cái đề tài này và xin trả lại cho dân chủ về ý kiến toàn thể quý cô bác anh chị em. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Các tư về thứ hai được diễn 8 đường lên, anh Tân đã giảng giải vừa xong. Cái thẩm ứng diễn 8 có bằng lòng với ai tên giảng của mình chưa? Nếu kêu bằng lòng thì thống đốc ý kiến. Dạ, các cái diễn 8 nó bằng lòng với hai câu hỏi của mình. Và kế tiếp là các tư về thứ ba, tinh thỉnh đồng đạo nghĩa đến đây để trực tiếp hỏi anh Tân một lần nữa. Xin trân trọng kính mời đồng đạo nghĩa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời Bác Tư con đọc qua cho bài tứ nạn của Đức Thầy có câu là: đến trung tuần tháng 8 ta tụng Đức Thầy với tá hiệu thượng tiên. Chúng con không hiểu và có trùng với cái câu tụng thời ba tới một ngày có giống như vậy không? Xin nhờ Bác Tư giải trình dừng cho con và các đồng đạo ở đây đồng nói chung. Nam mô A Di Đà Phật. Họ cho đại nghĩa vào ngón tay đi cô bác với đồng đạo. Thì đại nghĩa hồi nãy cũng có nghe qua cái tiêu đề của Đức Thầy sao nó bị nghẹt, nhưng mà đồng đạo mới hỏi cái ý gì chứ bây giờ cái đề của đệ hỏi có trùng không ha, có trùng không, nhưng mà ở đây nó cũng có trùng,
nhưng mà tôi thêm cái ý chút xíu thôi, nghe đại nghĩa. À, thêm cái ý như vậy nè cô bác anh chị em, là Đức Thầy nói là đến trung tuần tháng 8 ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bức mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần hầu rõ biết ăn năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tĩnh tâm sao đền tội, cũng chẳng chấp Phật tiên sao không chỉ bảo, hay không? Đó là một cái đoạn đồng đạo mới hỏi cái ý. À, hỏi cái ý gì chứ bây giờ đến trung tuần tháng 8 ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu khùng điên. Rồi bây giờ coi như là tại sao Đức Thầy ra đời nè. Đức Thầy đã viết cái bài Sứ Mạng ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Như vậy thì bây giờ Đức Thầy ra đời vào ngày 18 tháng 5, phải không? Lập cái bàn lễ cáo Hoàng Thiên, coi như là mời coi như là Đức ông Đức bà cùng với ông Quỳnh Văn Quốc đó, là chú của Đức ông, và một số người coi như là đến để mà tham dự, và Đức Thầy làm cái lễ cáo Hoàng Thiên và đồng thời đọc cái bài Sứ Mạng là ngày 18 tháng 5. Mà tại sao trong cái ngày 18 tháng 5 này bây giờ lại coi như là nói ở đây, cái đoạn này lại nói là đến trung tuần tháng 8. Đến trung tuần tháng 8 ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu khùng điên là tới tháng 8 lận. Tháng 5 tới tháng 8 tới 3 tháng lận cô bác anh chị em chứ đồng đạo. Chứ không phải coi như lại nghe. Thưa chú quý vị, vậy thì bây giờ là trong một tháng có 3 tuần, thấy không? Tất nhiên là từ ngày mùng 1 đến cái ngày mùng 10 tất nhiên là thượng tuần. Mà từ ngày mùng 10 đến cái ngày 20 đó tất nhiên là trung tuần, thấy không? Từ ngày 20 đến cái ngày 30 là hạ tuần, là một tháng có 3 tuần. Mà Đức Thầy nói là đến trung tuần tháng 8 tất nhiên là nằm trong cái khoảng từ cái ngày mùng 10 đến cái ngày 20. Nhưng mà tại sao đến cái ngày đó mới là tá hiệu khùng điên? Thưa cô bác anh chị em chứ đồng đạo, mà giờ coi như là đồng đạo hỏi bây giờ là khùng nó là ai, mà điên đó là ai, nãy chúng tôi có kể rồi. Cái khùng tất nhiên là bây giờ là cái danh tự xưng của Đức Phật Thầy Tây An. Mà điên tất nhiên là ông Cử Đa hồi nãy chúng tôi có trình bày rồi, phải không? Nhưng ở đây như đồng đạo họ lặp lại đó, thì bây giờ nó cũng xin chi tiết thêm đó. Tất nhiên là Đức Phật Thầy Tây An mà cùng ở dưới là ông á, là Cử Đa lúc đó coi như là mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ. À, thưa cô bác anh chị em với đồng đạo, vậy thì bây giờ coi như là Đức Thầy còn viết lại đó cho chúng ta biết, coi như là cái bài dặn dò bổn đạo. Đức Thầy nói là sáu trăng thầy tớ giả dầu, thầy tất nhiên Đức Phật Thầy Tây An, mà tớ tất nhiên là Cử Đa, là thầy tớ giả dầu trong thời gian 6 tháng, hoặc giả là giảng dần 6 tháng đó, là vậy thì xem sao, phải không? Rồi quý vị mình tính đếm coi như là cái khoảng đó coi như là có đúng y như vậy không cô bác anh chị em, là trong thời gian 6 tháng cho đến coi như là đến cái tháng 2 mà Đức Thầy mới viết ra cái bài mà dặn dò bổn đạo, phải không? À, như vậy thì bây giờ ở đây coi như là cái đề tài này nó một trùng với cái đề tài trước rồi, nghĩa là có giảng qua coi như là thân thế của ông Cử Đa, mà cũng giảng qua coi như là Đức Phật Thầy Tây An đã có nó hết rồi. Nhưng mà ở đây coi như là muốn là nói cho nó rõ hơn nữa, tất nhiên là đến trung tuần tháng 8 ta cùng Đức Thầy tá hiệu khùng điên. Tá có nghĩa là mượn, nghe là mượn cái hiểu coi như là của khùng điên, là Đức Phật Thầy Tây An á là xưng khùng, mà ông Cử Đa tất nhiên là xưng điên. Vậy thì bây giờ ở đây là khùng tất nhiên là Đức Phật Thầy Tây An, mà điên tất nhiên là ông Cử Đa, là hai vị đó để ra đời để mà cứu độ cho chúng sanh đó cô bác anh chị em. Thôi thì đề tài này chúng tôi cũng xin tạm khép và trả lại cho chúng chủ đi. Vậy ý kiến quý vị mình có gì bàn thêm thì bàn, con có xin phép cho nó qua. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái âm đi nó sao nó bị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đề tài thứ ba thì ông tôi đã giảng giải, cái hỏi đồng đội nghĩa đồng ý có hỏi cái gì chưa? Nếu đồng hỏi đồng ý thì cho xin cho qua câu khác. Và đây kính mời anh hai đến đây để trực tiếp hỏi ông tôi một lần nữa. Kính thỉnh ông đến đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bản thân tôi là theo đạo đó, là theo như lời Đức Thầy nói là theo Phật giáo từ kim chí cổ mà gốc Phật gia ta cũng tu hành, nhưng mà bởi vì trong chính tối đen, cho nên hôm nay đó là nhờ anh Tương giảng giải để cho bản thân và đồng đạo tôi rõ, để cho tôi tấn tu hành chứng thành đạo quả theo như lời Đức Thầy nói. Và số 1, tiêu diệt các âm thanh sắc tướng tầm vô vi kiến cảnh niết bàn. Nhờ anh giải thêm hai câu này, rồi âm thanh sắc tướng là sao, rồi vô vi rồi niết bàn là sao. Số 2 là lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh thì cũng thấy bổn lai diệu mục. Nhờ anh tôi giảng cho cái bổn lai diệu mục, giờ mình làm sao để cho mình thấy được cái bổn lai diệu mục. Số 3 là một chánh định thiệt là rất khó, giữ tấm lòng bất động như
thì bây giờ mình cũng muốn là làm sao để mà phát sanh trí huệ, làm sao cho giữ tất lòng bất động như như để cho được cái chánh định, để cho được phát sanh trí huệ, rồi cho một linh duyên làm an cư thì mới được hoàn nguyên phản bổ. Rồi hoàn nguyên phản bổ là như thế nào? Số 4 là ngọc báu quý ở trong nam đỉnh tướng tiền kim đáy biển nhắn đâu, thì nhờ an cư giảng giải. Tôi vừa ủng hộ cho giáo chủ đặt cái tay lên cho đó thôi chứ. Bây giờ tôi có cái ý kiến gì nha, thưa cô bác, anh chị em cùng chư đồng đạo. Bây giờ anh đồng đạo mình hỏi coi như là tới bốn tiêu đề, mà bốn tiêu đề là dành riêng, đặc biệt có một cái đám giỗ nào riêng giảng cho hết. Tại vì mỗi một cái lần đám giỗ cái giảng có bốn đề à, mà anh hỏi tới bốn đề là hết luôn một trong một cái thời gian để mà trao đổi rồi. Thì thôi bây giờ coi như là nó tới đâu hay tới đó nha. Bây giờ đó là qua cái câu đầu tiên đó được đồng đạo nêu lên, đó là điên dẹp gác âm thanh sắc tướng tầm vô di kiếm cảnh niết bàn, giải một câu thôi nha. Còn vừa mấy câu khác đi cho đồng đạo người ta hỏi nữa chứ, phải không, chịu không? À, thưa cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo, ở đây là điên dẹp gác âm thanh sắc tướng tầm vô di kiếm cảnh niết bàn thiền từ bi thẳng cánh lướt sang qua đông độ giớt người hữu đức. Thưa cô bác anh chị em chư đồng đạo, vậy thì qua hai câu giảng này chúng tôi được biết là được trích trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh, và cái bài Diệu Pháp Quang Minh này Đức Thầy viết vào ngày mùng 10 tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940, và Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình, và có tất cả là 244 câu mà đồng đạo trích ra hai câu cho chúng ta bàn. Bây giờ đồng đạo hỏi điên dẹp gác âm thanh sắc tướng tầm vô di kiếm cảnh niết bàn, bây giờ coi như là đồng đạo mới hỏi cái ý gì chứ. Điên đó là hồi nãy giờ đã bàn rồi, tất nhiên là bây giờ điên đó là thầy phải không, ra đời xưng hiệu khùng điên, điên đó là thầy. Nhưng mà giờ điên là dẹp gác âm thanh sắc tướng, có nghĩa là bây giờ không có trọng dụng hình tướng nữa, không trọng dụng hình tướng nữa. Là tại sao? Là tại vì bây giờ Đức Thầy ra đời đó là lần này coi như là chấn chỉnh lại cái đạo đó, là Ca Mâu Ni là cái đạo vô di, phải không? Cái đạo vô di, mà cái đạo vô di của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưa hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại là đạo vô di của Phật ân cần nói theo Chí Thích Ca ngày trước. Ha, là vô di chánh đạo hỡi người ơi, là vô di vậy đó huynh, tất nhiên là không có cái hình tướng, phải không? Mà bây giờ Đức Thầy mới nói lại điên dẹp gác âm thanh sắc tướng, có nghĩa là bỏ tất cả các coi như là âm thanh sắc tướng hết, không có trọng dụng nữa. Mà cái âm thanh sắc tướng đó là gì? Thì thưa cô bác anh chị trên đồng đạo, tại vì bây giờ cái âm thanh sắc tướng đó là tướng trạng của coi như là cái đạo, mà cái đạo quan trọng là trở về nội tâm. Tu mà không trở về nội tâm sao mà đắc đạo được cô bác anh chị em? Cứ chạy theo cái hình tướng sao đắc đạo được cái đồng đạo của mình? Sắc tướng âm thanh chư ngoại giáo trơn truyền cụ thất đạo nan thành. Rõ ràng không? Sắc tướng âm thanh đó coi như là thuộc về là cái tướng bên ngoài, phải không? Mà trơn truyền cụ thất có nghĩa là cái trơn truyền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cái xưa đã thất. Đạo nan thành nghĩa là khó mà thành. Vì vậy cho nên hôm nay Đức Thầy coi như là trở lại là dẹp hết những cái âm thanh sắc tướng, rồi chúng ta như là lắng lòng nghe lại một đoạn này nha. Đức Thầy nó cho chúng ta biết đó là tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, thấy không? Diệt lòng tham dục, diệt thinh âm, trần gian sai đắm theo màu sắc mà tịnh độ giác thuyền trị dục tâm, thấy không? Trở về với cái nội tâm của mình. À vậy thì bây giờ ở đây là điên dẹp gác âm thanh sắc tướng thôi. Giờ đi qua câu đầu vậy, đi đến cái câu thứ hai là tầm vô di kiếm cảnh niết bàn. Bây giờ tầm vô di đó là ở đâu cô bác anh chị em? Vô di có nghĩa là ở đây có nghĩa là không có hình tướng, phải không? Bây giờ vô di nói cho nó mau luôn, tức lúc Đức Thầy ra đời đó cô bác anh chị em là đưa ra coi như là cái tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo coi như là không có dùng hình tướng hết. Mà hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại là tới với ta đó là chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng, chẳng có cần trà quả hương đồng mong sanh chúng từ lòng hối ngộ, có phải là vô di không? Thấy không? Vô di nó là gì? Tất nhiên là không có cần gì hết, là thần cũng chẳng say mê chùa tháp, chẳng tham tiền tham vật món chi chi, không có tham muốn gì trên đổi cô bác anh chị em, mà muốn làm sao cho sanh chúng từ lòng hối ngộ ha. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ ở đây coi như là tầm vô di mới kiếm cảnh niết bàn, mà niết bàn ở đâu mà kiếm cô bác anh chị em? Có lần nọ coi như là đồng đạo bển á, nói bây giờ nó là đệ còn hai đi nói đạo hoài, bây giờ tôi đề nghị với đệ anh Chiến nha. Tôi hỏi đề nghị vô gì? Nó đề nghị bây giờ coi như là tầm vô di kiếm cảnh niết bàn đấy nghe, bây giờ để đổi lại cái chữ kiếm đi. Tôi hỏi đổi sao được, giáo lý Đức Thầy sao mà đổi được? Ông nói đổi lại cái chữ kiếm thành cái chữ kiến đi,
Tôi nói ông giỏi thì ông đổi đi, ông giỏi ông đổi đi. Bây giờ giáo lý của Đức Thầy bây giờ là rõ ràng vậy rồi, kiếm cảnh niết bàn. Ông nói kiếm cảnh niết bàn á, niết bàn mà kiếm ở đâu nữa? Niết bàn ở tự tâm của mình có, là mỗi người tự có. Mà tu nó chuyên là đắc rồi, cần gì phải kiếm? Niết bàn ở đâu mà kiếm? Tôi nói như vậy là giáo lý Đức Thầy á, là ông nghĩ vậy coi như là nói sai á. Ông nói không phải, nhà tôi không biết là nhà in lộn hay sao đó, về sửa lại đi. Tôi nói bây giờ ông giỏi chỗ đi. Thưa cô bác anh chị em, ở đây là kiếm cảnh niết bàn có nghĩa là chúng ta tìm kiếm, có nghĩa là trở về với nội tâm của mình. Đức Thầy bảo mình kiếm nhiều chỗ lắm chứ bộ, không phải không kiếm đâu. Bây giờ Đức Thầy nói là tìm tội đạo màu trong Phật Pháp cho đời hiểu rõ lý chân không, có phải là tìm kiếm không? Tìm kiếm, tìm tội là tìm kiếm như vậy. Tìm kiếm đạo màu trong Phật Pháp cho đời hiểu rõ lý chân không. Vậy bây giờ là tầm vô vi kiếm cảnh niết bàn có nghĩa là chúng ta làm sao để mà chúng ta kiếm được cái cảnh niết bàn đó cô bác anh chị em. Mà niết bàn ở đâu kiếm? Thôi giờ nói cho nó mau, niết bàn ở tại đây nè, ở tại thế nè. Mà niết bàn ở tại thế làm sao? Bây giờ sẵn này nói luôn, bây giờ Đức Thầy nói cho chúng ta biết luôn nè, là linh hồn nhập liên hoa siêu sanh vào cõi niết bàn, phải không? Nghĩa là chúng ta hôm nay coi như là ở cõi tại thế này, coi như là chúng ta như là không có nhiễm, hoặc giả là sáu căn không ô nhiễm sáu trần, sáu căn không bị sáu trần đeo, thì sáu thông sẽ về theo tức khắc như vậy. Ở cõi tại thế này là có niết bàn, không? Đổi là cõi là ta bà này, đổi trần gian thành cực lạc, tốt tươi khiến ai cũng thật là người Bồ Tát. Có nghĩa là ở tại đây mà chúng ta có cái tấm lòng nhân hậu, chúng ta coi như là có tấm lòng từ bi hỷ xả, có nghĩa là kết hợp với Đức Phật, nghĩa là niết bàn ở tại thế. Nghe không? Còn cái niết bàn ở tương lai tất nhiên là vô dư niết bàn, hữu dư niết bàn, tánh tỉnh niết bàn, trụ xứ niết bàn, thì cái này là tương lai, là cái quả của niết bàn. Quả của niết bàn. Mà ở đây cái niết bàn tại thế tất nhiên niết bàn cái là niết có nghĩa là bất sanh, mà bàn là bất diệt. Niết có nghĩa là rừng mê, mà bàn đó là sanh tử, là ra khỏi rừng sanh tử, đó là niết bàn. Niết là bất sanh có nghĩa là chúng ta không sanh, mà bàn đó là bất diệt có nghĩa là bây giờ ở tại là cái cõi tại thế này mà chúng ta không còn cái tâm sanh diệt nữa, thì bây giờ ở đây là niết bàn. Nói này hơi cao quá cô bác anh chị em. Mà bây giờ nói niết bàn tất nhiên bây giờ lại còn cái nghĩa là thanh tịnh nè, vô vi nè, giải thoát nè, tịch tịnh nè, an lạc nè, nó còn sáu nghĩa nữa. Nhưng mà nó theo cái nghĩa gọn thôi cô bác anh chị em. Niết bàn là giải thoát. Mà ở cõi ta bà này chúng ta coi như là không ô nhiễm, nó là giải thoát, phải không? Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta làm sao giải là cởi mở nào mà thoát là ra khỏi. Mà cởi mở tất nhiên là những cái phiền não, những cái buồn khổ của mình, tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến, kiến thủ giới cấm thủ tà kiến, vậy là chúng ta không còn là lưu luyến nữa, đó là giải, là cởi mở. Mà thoát là ra khỏi, có nghĩa là chúng ta ra khỏi cái cõi coi như là chúng ta mà không còn bị ô nhiễm nữa trong cái cõi là tam giới này. Như vậy mới gọi là giải thoát. Mà đó là giải thoát quả nghe. Còn giải thoát trong hiện tại đó là quý vị nào, nếu như bên Nam, thấy không? Bên mấy ông bây giờ ai bỏ rượu đó là giải thoát rượu. Ai hút thuốc, bỏ hút thuốc là giải thoát hút thuốc. Ai cờ bạc, bỏ cờ bạc. Ai đánh cờ, bỏ đánh cờ là niết bàn đại thế đó. Ở đây là giải mở, niết bàn là giải thoát, phải không chứ quên mình? Giải thoát. Mà ai cởi mở giải thoát trong hiện tại đó là niết bàn. Còn mà đeo đắm rồi tất nhiên là chúng ta còn là bị triều phục, phải không? Còn bên quý bà mình cũng vậy, như là chị em mình cũng vậy, cô bác anh chị em hãy còn lưu luyến còn gì đấy, còn mê cái gì, tất nhiên là chúng ta còn như là ở cõi ta bà. Tại vì thánh là thanh, sự thế không ham, mà phàm là phàm, nhất phàm hay muốn. Vậy thì bây giờ tầm vô vi kiếm cảnh niết bàn có nghĩa là ở trong cái cõi thế này chúng ta như là kiếm cái chỗ đó đó cô bác anh chị em. Kiếm cái chỗ như là thanh tịnh, là vô vi, là an lạc, là giải thoát, nghĩa là chúng ta không bị vướng nhiễm, là niết bàn đó chứ đâu nữa giờ, phải không? Do đó mà Đức Thầy mới cho chúng ta biết chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành, vì yêu dân ta kể ngọn ngành khuyên lê thứ, làm lành mà chánh là cảnh niết bàn là nơi của cảnh. Cảnh niết bàn là nơi của cánh, về chốn đi xa lánh hồng trần, phải không? Tất nhiên là chỗ đó là chúng ta không còn bị truyền phược nữa cô bác anh chị em chứ đồng đạo. Thôi thì bây giờ coi như là đại khái gì đi, nghe qua hai câu này chúng tôi trình bày gọn gọn nên không dám chi tiết nhiều. Đến đây xin tạm khép và xin trả lại cho dân chủ và ý kiến của toàn thể quý cô bác anh chị em. Nếu có địa chỉ bằng thêm thì bằng không có, xin phép cho thông qua cái tiêu đề này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hiện qua là các tiêu đề thứ tư của anh hai Vương Lâm, nhưng mà còn ba tiêu đề nữa, cho nên hai cũng qua nghỉ. Bởi vì đồng đạo hôm nay rất là đông, mà anh hai cũng bằng lòng với hai câu hỏi của mình chứ. Anh hai đã bằng lòng thì cho qua câu hỏi khác. Giờ đây xin mời anh Dũng đến đây để rồi trực tiếp hỏi anh Tư một lần nữa. Xin kính mời anh Dũng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa anh Tư chủ sự trong ngày đám giỗ hôm nay, và kính thưa quý vị đạo, hôm trước thì ở nhà của anh hai quen, tôi có hỏi cái câu mà nhân ngã, ngã nhân đừng cách biệt, cách tâm không cách chớ liệt ra. Hôm nay tôi cũng hỏi câu nhân ngã, nhưng mà cái thầy nói là những nhân ngã cũng là quá gấp ta chớ nên phân biệt với người. Xin anh Tư giải dụng hai câu này. Quý vị ủng hộ cho đồng đạo Dũng đặng có tay cho cô bác anh chị em. Thưa chư quý vị, bây giờ đồng đạo nêu lên hai câu này là phương pháp thực hành nha, là nhân ngã. Tại vì lúc trước cũng nói nhân ngã, cũng hỏi nhân ngã nè, làm như là bị đụng chạm gì nhiều rồi. Cho nên giờ hỏi nhân ngã không, đợt trước cũng nhân ngã mà đợt này cũng ngã nhân nữa. Thưa cô bác anh chị em chư đồng đạo, vậy thì bây giờ đồng đạo nêu lên qua hai câu đó là chữ nhân ngã cũng là quá gắt ta cho nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng, người tu hành phải trừ nghiệp chướng với bốn ma mới đặng ăn nhàn. Thưa cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo, vậy thì bây giờ coi như là qua hai câu giảng này được trích trong quyển tư, tất nhiên là cái quyển Giác Mê Tâm Kệ mà Đức Thầy viết vào ngày 20 tháng 9 năm 1939. Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình và có tất cả là 846 câu mà đồng đạo trích ra hai câu. Mà bây giờ nó là bây giờ chữ nhân ngã cũng là quá rắc, nói vậy rồi sao giờ? Thôi giờ nó đọc ngược lại chút xíu nghe cô bác anh chị em chưa đồng đạo. Bây giờ Đức Thầy mới nói cái đoạn trước đó, tất nhiên là cái người tu mình nó tất nhiên là phải hóa tan ngũ quẩn trong mình, thấy không? Phải hóa tan ngũ quẩn trong mình, bắt đầu trong đó nó có tham sân si nhân ngã. Bây giờ chữ tham trong ý muốn mặc tình ráng định tánh chữ cho nó tiệt là chữ nhân ngã. Định tánh gì cho nó tiệt. Chữ gây gỗ là sân hãi diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc mà tới câu này phải không? Nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc mới chữ nhân ngã thật là quá gắt ta cho nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng của bác anh chị em chưa đồng đạo. Vậy thì bây giờ ở đây là năm tên, tất nhiên là tham nè, sân nè, si nè, nhân nè, ngã nè. Mà giờ đồng đạo coi như là hỏi hai chữ thôi, nhân ngã à? Nhân ngã thôi. Vậy thì bây giờ nhân ngã này, bây giờ hồi lúc trước tôi giải coi như là nằm ở trong như là kinh là Kim Cang nghe, là Nhược Bồ Tát, Hữu Ngã Tướng, Nhân Tướng, Chúng Sanh Tướng, Thọ Giả Tướng, Tức Phi Bồ Tát. Là Đức Phật kêu ông Tu Bồ Đề nói nếu như cái hàng Bồ Tát còn tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thì không phải là cái hàng Bồ Tát, mà mình là cái người tu muốn làm Phật, mà còn có tướng nhân ngã là làm sao được. Thôi bây giờ nói vấn đề mà nhân ngã đi ngang, bây giờ là không có giải trong cái kinh Kim Cang, mà bây giờ nói cùng với quý vị mình nghe. Ở đây nhân ngã, nhân là người, ngã nó là ta, mà chữ nhân ngã cũng là quá khắc. Cái này nó gắt dữ lắm nghe anh Chính. Ta chớ nên phân biệt với người. Tất nhiên ở đây là Đức Thầy không cho chúng ta phân biệt, phải không? Mà bây giờ ở đây coi như là nhân ngã đó, là chúng ta coi như là thường thấy coi như là ở ngoài đời đó, nó nhân ngã coi như là ở đủ chỗ hết trơn cô bác anh chị em. Ở nơi nào cũng có nhân ngã hết trơn, phải không? Người tu mình thấy đời nhân ngã quá, coi như người ta phân biệt kẻ giàu á, người giàu người nghèo, phải không? Kẻ sang người hèn, rồi cái kẻ ngầm quan có người làm dân, rồi có người coi như là địa vị thấp cao gì đủ trơn. Đó là nhân ngã của đời. Thôi bây giờ tôi chán nhân ngã đời quá rồi, thôi giờ tôi vô đạo, phải không? Tôi vô đạo mà ai già đâu vô đạo cũng gặp nhân ngã nữa cô bác anh chị em chứ đồng đạo. Tưởng đâu ra ở ngoài đời nhân ngã tôi chán quá rồi, mà Đức Thầy nói bây giờ gì nè, muốn khai kinh thả cá chờ chưa cho thỏ dạ, gặp buổi quá thâm u đời đầy câu nhân ngã, phải không? Đời đầy câu nhân ngã có nghĩa là bây giờ nhân ngã quá rồi, bây giờ tôi sợ quá sợ rồi. Bây giờ thì tôi muốn mượn coi như là trong cái cửa đạo là cái máy từ bi này, chắc có lẽ đồng đạo của mình vô trong đây êm lắm, không có nhân ngã, phải không? Êm lắm rồi, ai về đâu vô trong cái đạo rồi. Đức Thầy mới nói với ông Tham Ta Ngà, cô bác anh chị em chứ đồng đạo, lúc đó coi như là ông đợi tham vấn Đức Thầy. Lúc đó ông nói bây giờ người tu hành bây giờ đó, người ta coi như là ta tu ăn chay trường,
Còn hôm nay Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời như vậy là dạy ăn chay có 4 ngày, còn như vậy làm sao được đắc đạo? Đức Thầy nói tu hành nào lựng mặn chay nhá không? Nào lựng mặn chay, miễn tâm thanh tịnh, gặp ngài an cư, nền đạo đức không? Đức Thầy mới nói cho ông Thâm Tá Ngà là nó cho mình luôn đó cô bác anh chị em. Nền đạo đức đã vô đạo rồi, nền đạo đức là vị tư bất nhã, ta đừng phân nhân ngã mới hay. Đã vô đạo rồi mà cũng còn nhân ngã nè, vị tư bất nhã. Kẻ tu mặn ghét người, tu chay ghét mặn, không có ngày tu nào hết trơn trời. Không có ngày, phải không? Cho nên bây giờ coi như là cái người tu của mình là phải làm sao xóa được coi như là cái tánh tình nhân ngã được cô bác anh chị em chi đồng đạo. Như vậy mới được. Mà đã tu rồi coi như là cái tâm hồn mình còn chứa cái lòng nhân ngã hoài đó là sao thôi. Giờ nói cho nó gì, nếu mà có đụng chạm quý vị mình cũng thông cảm quan hỷ cho đó nghe. Cái chỗ này nó cũng kỳ nha. Nói không? Thưa cô bác anh em chưa đồng đạo, cái chỗ này nó cũng kỳ trong đồng đạo của mình. Bây giờ nó chia coi như là chia nhóm chia khoe đủ thứ chân á. Nó đám làm từng đi đám dỗ gì cũng vậy chân, cũng có nhóm có khoe. Cái khoe từ thiện nó cũng có khoe từ thiện nữa. Đám làm từng nó cũng có cái nhóm từ, cũng có nhóm làm từng nữa. Còn cái nhóm đi núi nó cũng có cái nhóm đi núi riêng nữa. Cái chỗ này phân biệt như ngã nghe cô bác anh chị em chưa đồng đạo. Cái này nó kỳ, nó kỳ lắm cô bác anh chị em. Mà thôi thì bây giờ tôi lỡ nói rồi, bây giờ quý vị là buồn, tôi cũng ráng chịu nữa, thật sự nó vậy. Vậy thì bây giờ Đức Thầy bảo cho chúng ta đừng có chấp vào trong cái chỗ nhân ngã đó. Tu mà còn chấp nhân ngã thì làm sao, phải không? Đấu với đờn kèn trống nghiệp sanh, làm ăn gặp đặng đòi cao giá, tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Tâm trần tục mình còn phân nhân ngã rồi làm sao thoát khỏi luân hồi được anh chính. Muốn thoát khỏi luân hồi phải bỏ cái tâm nhân ngã. Còn tâm nhân ngã hoài là không bao giờ được, phải không? Về cái cõi cực lạc ở trên không có nhân ngã, thấy không? Ở trên coi như là trong khi đó là cuộc kỹ thuật muốn chi đủ thứ khổ nhục nhằn lo diệt sinh nhai, chí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài khổ khổ khỏa khổ mua cầu bất đắc cả hại chúng thay đều vững chắc toàn dân lành đâu có đáng đo. Dứt cái ân quyến thuộc diện trò thoát sống khổ thương yêu ly biệt, chữ hòa thuận kể sao cho xiết tâm đồng nhau thượng thiện vui gì cảnh như chẳng có đổi thay chẳng mần biết phân chia nhân ngã. Lên cõi đó mới không còn nhân ngã nghe. Còn ở đây còn hoài, phải không? Ở đây còn hoài. Vậy thì bây giờ nếu mà ở đây còn hoài thì bây giờ làm sao mà về có Phật mà ở trển được cô bác anh chị em? Tôi nói coi như là có hai cái vị đồng đạo này miễn biết tên đi, dẫn với nhau hoài ha. Mà tới chừng ông nói nếu như mà tôi có về cực lạc ha, tôi gặp ổng ha là tôi chở xuống. Tôi chở xuống tôi không ở trển. Đi đám dỗ đó nghe, mà tới mà gặp cái chiếc xe cái bản số của đồng đạo rồi bắt đầu là quay xe trở lại liền. Mặc dầu cho gia đình buồn thì buồn, chở về không đi không vô luôn, nhân ngã không. Cho nên Đức Thầy ấy, ra đời lần này Đức Thầy mới là lấy cái tôn giáo là Phật giáo hòa hảo. Quý vị mình biết Phật giáo hòa hảo, hòa là gì? Hòa giả tương thân, hảo giả tương trợ. Tương thân tất bất chiến, tương trợ tất vô tranh. Bất chiến tự nhiên thành, vô tranh tự nhiên đất. Hòa hảo thì phải hảo hòa, không hòa không hảo còn ra đạo gì? Cửa từ bi phải từ bi, mà ẩn dương đương Phật là chỉ nguy sau này, phải không? Vô trong cửa đạo còn nhân ngã hoài làm sao được. Cho nên ở trên tu đình có bốn chữ đó là rất lớn ở tại trước cửa tu đình là quế tiện đồng ninh, phải không? Quế có nghĩa là giàu, mà tiện tất nhiên là hèn, mà quế tiện đồng ninh có nghĩa là giàu hèo, giàu sang nghèo hèn gì cùng tiếp hết. Còn mình không có đâu, còn mình bây giờ như là Việt Kiều về bắt đầu tiếp đãi nồng hậu lắm, phải không? Còn mà coi như là đồng đạo mình tới coi như là không biết ông này tới bữa nay không á, ông có thông tin bệnh hoạn là cái gì không biết nữa. Nhất là ông Năm Tùng đừng nghe, ông tới bắt đầu ghét coi như gặp Năm Tùng nó làm như muốn sợ không chứ. Mỗi lần tới bắt đầu hỏi xin, mà tới hỏi xin làm như nó cũng sợ ông. Nhưng mà cái người mà coi như là một cái gạch nấu cho quý vị làm phước không phải là cái chuyện dễ. Tôi nói quý vị đó, quý vị muốn đi làm phước bây giờ làm ở đâu giờ? Không có người coi như làm cái bàn để mà là cho quý vị làm cái gạch nấu, quý vị mình biết coi như là đi làm đâu. Cho nên bây giờ ở đây là tạo điều kiện cho quý vị mà để làm phước, mà Đức Thầy nói là muốn cho rắn đặng quá cù xả thân làm phước diêm phù vượt qua. Ở đây coi như là nói chung là tất nhiên là cái tánh tình nhân ngã con người mình còn nhiều quá, cho nên Đức Thầy mới nói là quá gắt. Nó gắt dữ lắm cô bác anh em chứ đồng đạo, nó gắt dữ lắm. Thì đó tôi có kể cái chuyện này nghe nó cũng hơi kỳ nghe, bây giờ thôi là lỡ kể luôn nghe. Có cái anh này đi làm từ thiện ở trên Sài Gòn ở trên á, trên Bình Dương á, ngồi chứ phải mà ngồi gần coi như là ông chính lớn tuổi tóc bạc qua râm vậy đâu có động đâu, mà ngồi gần cái cô thiếu nữ này coi như là xinh đẹp. Cái anh chàng đi làm từ thiện này nè mới giả vờ coi như là buồn ngủ gục,
mà ngủ gục ở giữa đó, giữa cô ta. Giữa cô ta bắt đầu, cô ta tưởng đâu coi như là cái ông này coi như là ổng mà buồn ngủ. À, thôi lỡ kệ chứ để ổng coi như là qua buổi đi. Giữa bắt đầu giữa riết coi như là thấy y ta cố tình quá, cô ta mới nắm cái đầu nó đẩy qua nó, anh làm gì vậy? Anh tôi đi làm từ thiện. Tôi đi làm từ thiện. Thì tưởng đâu coi như anh trai trả lời làm từ thiện, thôi chiều qua cái từ thiện gì cũng được rồi. Qua rồi bắt đầu cái một hầu nữa. Cũng ngủ gục nữa, cũng giữa nữa có nắm cái đầu đẩy qua nó, tôi nói với anh nghe. Anh làm cái gì mà kỳ vậy? Nói tôi nói thiệt với cô, tôi làm từ thiện mà tôi đâu có tốn tiền nữa, tôi làm gì đâu mà tốn tiền đâu cô, làm từ thiện. Thưa cô bác anh chị em, bắt đầu mấy người kia chung quanh nó hỏi cái chuyện gì á? Cái chuyện gì kỳ vậy? Cái gì mà cãi giả ôm sầm á? Cái cô ta bắt đầu mới chỉ với cái ông đó đó nghe. Ông đã như vậy đó thì đừng có làm như vậy. Mà đã như vậy thì đừng có làm như vậy. Cái người ta mới hỏi gì đâu mà cái chuyện gì đâu mà cãi giả ôm sùm, cái gì mà đừng như vậy. Tại vì cái ông này coi như là ông có cái đầu tóc. Thì ông chỉ ngay cái đầu tóc đó, ông nói ông đã như vậy đừng có làm như vậy. Tất nhiên là có đầu tóc mà là đã như vậy, tất nhiên là đừng có làm như vậy là giữa với có gì đó. Mà ông đã như vậy tất nhiên là ông mặc cái đồ vào ba quần lấy nem như vậy thì ông đừng có làm như vậy. Ông này ông quê độ trên cô bác anh chị như đồng đạo. Thì rõ ràng không? Ở đây là chữ nhân ngã tất nhiên là còn phân biệt. Còn phân biệt. Nó là quá khắc đó, tất nhiên là quá khắc đó, cho nên ông thanh sĩ ông nói gì nè cô bác anh chị em chứ đồng đạo. Ông nói là mẹ đấy con chừng khi gặp cuộc mới biết rằng vẫn được hay không. Lúc bình thường ai cũng tiên ông, nào ai chịu cho mình rằng dở, có nghĩa là lúc bình thường ai cũng nói mình giỏi hết phải không? À, nhưng mà bây giờ đó là đến cái giai đoạn đó mới biết đó như thế nào. Ông mới nói là mẹ đấy con khổ trong thế giới khổ vì tình hết 7 phần 10 thắng điều này. Dễ thắng các lương mẹ dặn kỹ con ơi ráng nhớ đó. Hay là mẹ đó tâm chưa cầm chắc đó. Chớ lần là dây sắt tốt hơn tâm gái trai khi hết biệt phân. Tất nhiên là không còn nhân ngã nữa. Tâm gái trai khi hết biệt phân đến chừng đó mới là thật chân vô ngãi. Kỳ đó có đồng đạo bắt đầu không có lấy hai câu trước lấy hai câu sau à. Nói giờ tự nhiên là tâm gái trai khi hết biệt phân, giờ tôi không còn phân biệt gì nữa chừng trời. Không còn phân biệt gì nữa chừng đó mới thật chân vô ngãi. Không còn phân biệt gì nữa cô bác anh chị em. Vậy thì chỉ nhân ngã cũng là quá khác. Ta chớ nên phân biệt với người. Thôi giờ nói nãy giờ nó cũng hơi dài hen, thôi giờ đây nó gọn lại là cái Đức Thầy ra đời lần này để dạy dỗ cho tất cả các chúng ta cô bác anh chị em là không có phân biệt nhân ngã, cho nên Đức Thầy dạy coi như là từ cái cấp trên đến cấp dưới là soi từ đài cát, tất nhiên là cái người giàu, xá liều tất nhiên là cái người nghèo, thầy dạy hết phải không? Cho người trí lạc biết điều nghĩa nhân, rồi người trí Đức Thầy cũng dạy, mà cái người ngu Đức Thầy cũng dạy. Người trí Đức Thầy nói là khùng khuyên hết cả ngu người trí, hen, ráng tĩnh tâm suy nghĩ đạo màu. Khuyên hết phải không? Rồi Đức Thầy nói là soi từ đài cát xá liều cho người trị lạc biết điều nguyên nhân. Là bây giờ Đức Thầy không còn coi như là phân biệt nhân ngã cái người nào hết. Hãy người nào mà tu là Đức Thầy coi như là để giải dỗ hết phải không? À, rồi chẳng những ở đất nước Việt Nam mà còn cả năm châu thế giới, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc gì coi như là Đức Thầy không phân biệt nhân ngã. Đức Thầy mới nói cái đoạn này quý vị mình lắng lòng theo dõi nghe nha. Đức Thầy nói nè: giả lại cái tình từ bi bác ái của Đức Phật mà ta nhận thức rất thâm quyền quảng quả, cái tình ấy nó không bến nè, không bờ nè, không phân biệt màu da nè, không phân biệt chủng tộc nè, không luận sang hèn và xóa bỏ hết các tầng lớp đẳng cấp xã hội mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh. Có phải là xóa bỏ hết không? Là không nhân ngã, phải không? Như vậy thì nếu mà chúng ta coi như là xóa bỏ hết được coi như là vấn đề nhân ngã đó cô bác anh chị em, là chúng ta được thành công mỹ mãn, phải không? Còn chúng ta tu mà coi như là còn phân biệt, còn nhân ngã, còn hoài vậy thì làm sao mà kết hợp với cái chân lý của đạo được? Được rồi bác anh chị em chưa đồng đạo. Thôi thì qua cái tiêu đề này xin tạm khép và xin trả lại cho dân chủ đi nghe. Về ý kiến của toàn thể quý cô bác anh chị em nếu có điều chi bàn thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi dù cái tiêu đề thứ năm mà anh được đã đưa được anh tôi giảng giải xong và tính mình nghĩ là Dũng có đồng ý với câu giảng của mình đến giống Dũng rất đồng ý với câu giảng của mình. Thì vừa qua là năm cái tiêu đề mà toàn là bên thứ âm mỗi năm,
chị Sáu chị nói là tôi nãy giờ tôi thấy là ông lắm lắm nha. Chú có quan hệ để cho chị Sáu hỏi cái đồ bầu vô ngã đó xã hữu của mình. Để mình làm hỏi không nó nhân ngã nữa. Mẹ không có ngã đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chị hỏi là đại đạo của Liên Hoan Âu Đô cũng đơn giản là thầy đó có một đoạn làm tha bầu bầu chợt tỉnh tham ca đường dân nẻo lỡ thì chân giá thì không biết nói như thế nào thì cũng nhờ đại sư phương giảng giải cho đại đạo nghe chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư quý vị, tiếp theo cái tiêu đề được chị Sáu nêu lên qua hai câu giảng của tổ thầy, và trong hai câu đó là bồi hồi chợt tỉnh Nam Kha đường danh nẻo lợi xem ra ít gì, trời thu ảm đạm ai bi nạn tai dư vấn là bởi vì trời riêng. Thưa cô bác anh chị em, qua hai câu giảng này được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết là trích trong cái bài cảm tác. Mà cái bài cảm tác đó là Đức Thầy viết vào ngày 29 tháng 6 năm 1942. Đức Thầy viết ở tại gia đình Cung Ký Giỗi ở tại Bạc Liêu. Và có tất cả là 96 câu mà đồng đạo trích ra hai câu cho chúng ta bàn. Bây giờ đồng đạo mới hỏi là bồi hồi chợt tỉnh Nam Kha đường danh nẻo lợi xem ra ít gì đó. Thì giờ bồi hồi là cái nghĩa coi như là của Thanh Nghị đó, nghe từ điển đó. Bồi hồi là dùng dằn, là di lại, có nghĩa là ở đây dùng dằn không có quyết định được. Bồi hồi có nghĩa là cái tâm hồn con người mình không có quyết đoán được, nên gọi là bồi hồi không? Nhưng mà khi mà bồi hồi rồi chợt tỉnh Nam Kha, thưa cô bác anh chị em, bây giờ chợt tỉnh Nam Kha là giấc mộng Nam Kha chứ không có gì chân đâu, phải không? Giấc mộng Nam Kha. Vậy thì bây giờ ở đây là giấc mộng Nam Kha, đọc đủ là Nam Kha ký. Tất nhiên là ở đây là cái bài, cái giấc mộng Nam Kha là được ghi lại của ông Thuần Du Phần, phải không? Trong khi ông kể lại cái mẫu chuyện coi như là trong khi đó là trong cái giấc mộng Nam Kha. Thưa cô bác anh chị em, vậy thì bây giờ giấc mộng Nam Kha quý vị mình cũng biết hết là kể không? Hả? Giấc mộng Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy đó là thấy mình tay không, cô bác anh chị em. Thấy mình tay không hả? Cho nên bây giờ là ông Lý Công Tá đó. Cái âm thanh sao nó hơi nhỏ không? Quý vị mình nghe không? Ông Lý Công Tá trong cái thời kỳ của nhà Đường. Bây giờ ông Thần Du Phần ông mới kể lại nghe. Có một cái lòng mộng ông nói nghe là ông muốn đi coi như là để mà đổ đạt được cái công danh sự nghiệp. Cho nên ông ngày ngày coi như là soi kinh đấu sự. Cho nên ông mộng với lắm mộng. Cho nên một hôm nọ đó ông mới là khăn gối lên đường liều chống này kia đó. Đặng mà ông đi, đặng mộng đi thi, mong làm sao được đổ đạt. Ông đi như vậy bắt đầu ông tới coi như là đến coi như là cái quận Nam Kha đó. Rồi bắt đầu ông mới tới đó mỏi mệt quá, mỏi mệt trời. Thôi giờ nằm xuống để nghỉ. Ông nằm xuống dưới cái gốc què. Ông vừa nằm xuống ông kê đầu ông nghỉ rồi bắt đầu là trong khi đó là cái gì hiện ra cô bác anh chị em. Ông mới thấy coi như là ông vô được Trường An, ông vô cung vua, ông thi. Ông thi ông đổ được, ông đổ được cái Trạng Nguyên. Mà khi ông đổ được Trạng Nguyên rồi cái ông vua coi như là ông thấy ông mừng quá chừng, bắt đầu ông coi như là phong làm phò mã. Trời đất ơi, coi như là được làm phò mã còn gì nữa, là cái gì sung sướng bằng, phải không? Được làm phò mã. Trong khi ông được làm phò mã xong rồi bắt đầu ông vua coi như là ông mới giao hết quyền hành coi như là binh nhung là giao cho ông ha. Chẳng những vậy mà ông còn coi như là gả coi như là cái công chúa đó nghe, cho coi như là ông là Lý Công Tá luôn. Trong thời gian sống chung như vậy đó cô bác anh chị em, sống chung vậy coi như là trong thời gian mới sanh ra được hai đứa con. Giấc mộng mà, ở đây kể giấc mộng mà. Lấy quay hổng, trong cái giấc ngủ có bao lâu đâu, sanh được hai đứa con đặt tên là Thanh Châu và Ngọc Bích. Hai đứa con như là ngon lành lắm, khôn ngon tướng tú. Một hôm nọ coi như là ở biên cương giấy loạn, vua coi như là sắc là đặt coi như là ông phải ra biên cương để mà dẹp loạn coi như là giặc khuyên. Cái ông ra cầm binh mãi mã đánh sao không biết, coi như là đợt này thua. Đợt này coi như là thua, coi như là binh giáp gì không còn trơn, nó về bắt đầu về tâu với bệ hạ với phụ với nhạc thủ á. Trong khi đó như là trong khi đó ông vua nói mình này tệ quá, ta đã gả công chúa cho rồi, ta coi như là cho ngươi coi như là đầy đủ hết trơn trọi, mà ngươi coi như là tệ quá, mà đánh giặc như thua kiểu này ngươi đâu có được. Nó bây giờ là bệ hạ coi như là cho coi như là xin nó là chi viện binh mã nó đi. Nó giờ không có chi viện binh mã cho, giờ ta bắt công chúa lại hả. Ta bắt công chúa lại.
Trong khi đó bắt công chúa lại rồi bắt đầu ông buồn, cô bác anh chị em nó buồn, buồn giả dự hết biết rồi, khổ. Trong khi đó bắt đầu ông đổ thừa. Ông Lý Công Tá ông mới đổ thừa, nó là sở dĩ hôm nay nguyên nhân là tôi đánh giặc mà thua nó là tại bệ hạ chứ không phải tại tôi. Ông nói coi như là ngươi có tài cán ta mới phong ngươi làm là phò mã, mà ngươi nói là tại ta là tại làm sao. Cái ông Lý Công Tá trả lời nó là tại bệ hạ coi như là gả công chúa cho tôi sanh ra hai đứa con, mà nếu như chiến trường mà tôi lao mình ra trước á, mà tôi đánh giặc á, rồi chết rồi bỏ công chúa lại cho ai, rồi hai con lại cho ai, cho nên tôi phải lùi lại lần sau, mà lùi lại lần sau giặc nó tấn công tôi thua chứ làm sao. Cái này thua đâu phải tại tôi đâu, tại bệ hạ đâu phải tại tôi. Bây giờ bệ hạ cho xin chi viện thêm nữa mà đánh. Ông nó không, bây giờ không có cho như là thêm chi viện gì cho, bây giờ cái ta bắt công chúa lại à. Trong khi bắt công chúa lại bắt đầu ông âu sầu áo não, bắt đầu ông giật mình, ông thức dậy. Ông thức dậy ông gặp ông nằm ở dưới góc quẹ. Ông mới nói lên hai câu, nói là giấc nam kha khéo bất bình, bình con mắt dậy thấy mình tay không. Ôi là nhân sanh là thế ấy, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chim bao, 30 năm hưởng thụ biết chừng nào, vừa tỉnh giấc nồi quê không chín. Nấu nồi coi như là bắp không chín nữa, mà giờ thấy 30 năm hưởng thụ coi như là thấy sanh con được hai đứa con với tôi bác anh chị em. Vậy thì bây giờ cái ý chỗ này là sao, là bồi hồi chợt tỉnh nam kha đường danh nẻo lợi xem ra ít gì. Ở đây đó chị Sáu, Đức Thầy nói là cái danh lợi của mình đó nghe là chẳng khác nào như là giấc mộng nam kha. Có ông bây giờ Đức Thầy nói trong cái bài lỗ chúc cơ quyền nè, trần thế lợi danh đó, có phải giấc mộng tràn không? Trần thế lợi danh giấc mộng tràn, đời cùng tiên Phật hạ phàm gian, trần thế lợi danh này tất nhiên là nó là giấc mộng. Mà giấc mộng kia tất nhiên là giấc mộng có 30 năm, mà cô bác anh chị em bỏ đây là giấc mộng tràn. Phải không? Giấc mộng tràn có nghĩa là một cuộc đời chúng ta là nhân sanh ba tuế như sưng mộng. Có nghĩa là đời người sống 100 năm cũng như giấc mộng hả? Phải không? Ly hiệp bi quan tở ý nhân có nghĩa là vui buồn hay là hoàn cảnh xung hợp hay là tan. Nó cũng như là một cái tuồng hát bội vậy thôi, không có gì thật hết. Như vậy thì ở đây là muốn nói coi như là cuộc sống của chúng ta trên cõi thế gian này là vô thường, nó không có gì thật hết. Cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta bồi hồi chợt tỉnh nam kha đường danh nẻo lợi xem ra ít tỳ ít gì. Thì thôi bây giờ danh lợi mà chúng ta coi như là tạo ra cho lắm đi chăng nữa, nó cũng là giấc mộng thôi bác anh chị em. Nó không có cái gì là chân thật hết. Rồi cuối cùng như là chúng ta cũng phải bỏ hết phải không? Vì vậy cho nên Đức Thầy mới bảo chúng ta là từ nay ai có tới lui cúi đầu bái Phật lòng vui tương hành, xin đừng đeo đắm lợi danh. Không? Đừng có đeo đắm lợi danh, bỏ trôi đạo đức hư danh giả truyền, có nghĩa là đừng có đeo đắm. Được rồi bác anh chị em chỉ đồng đạo. Vậy thì bây giờ ở đây coi như là có nhiều chỗ coi như là Đức Thầy nói qua cái giấc mộng nữa cô bác anh chị em, nó có nhiều lắm. Nhưng mà ở đây coi như là chúng tôi xin trích vài đoạn để đọc cho cô bác anh chị em mình nghe nghe. Thoảng qua mùi rượu khô trương, kêu dân mau tỉnh trong trường mộng xưng, không cũng là trong giấc mộng hả, phải không? Vậy cho nên bây giờ chúng ta nếu mà sống trong giấc mộng hoài thì khổ lắm. Bây giờ Đức Thầy bảo chúng ta cương mình thức đi nghe, thức đi đi chứ đừng có nằm trong giấc mộng nữa. Chỉ trong một khúc cửa mình bao nhiêu cảnh mộng tan tành còn xa. Nhưng mà có điều đó cô bác anh chị em chưa đồng đạo, người ta chỉ mộng trong đêm tối, có kẻ còn mê ở giữa ngày, chưa tỉnh chim bao đâu được biết, thức rồi giấc điệp mới là hay. Cho nên bây giờ chúng ta sống trong mộng mà biết mộng mấy ai, mộng không nhận biết, biết đâu sai. Có nghĩa là chúng ta biết được giấc mộng rồi chúng ta không còn mộng nữa. Mà muốn biết được cái giấc mộng đó thì chúng ta phải thức nha cô bác anh chị em. Mà thức đó Đức Thầy nói nè, mê với tỉnh nhận ra là lý thấy dương trần ngủ mãi, ngủ hoài là ngủ trong giấc mộng. Thức vậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khổ mang tiếng gớt là chúng ta bảo chúng ta phải thức nha. Tất nhiên là phải thức gì mới được nha cô bác anh chị em chưa đồng đạo. Vậy thì bây giờ là biết rõ cuộc đời này là mộng, là chúng ta nên là bừng tỉnh dậy. Bừng tỉnh dậy để mà chúng ta tìm coi như là cái con đường giải thoát. Đó là cái coi như là bổn phận của mình, là phải thức cô bác anh chị em chưa đồng đạo. Thôi thì bây giờ qua hai câu này chúng tôi cũng trình bày gọn như ta nghe nghe chị Sáu. Và đến đây cũng xin tạm khép và xin trả lại cho giám chủ và ý kiến của toàn thể quý cô bác anh chị em. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi rất nợ kính mến, vừa qua là cái tiêu đề thứ 6 được anh Tư đã giải trình nhiều xong. Kính hỏi chị Sáu với cái tiêu đề của chị Như Lan. Nó còn gõ gì đâu chứ nó làm sao giờ? Chị cũng rất là quan điểm đồng ý. Cũng chú chức cũng thông cảm, bởi vì để cho cái cô ở bên trong mở một câu nữa rồi sẽ tới chú. Và đây kính mời con Thảo đến đây
để rồi trực tiếp để hỏi anh Tư những cái câu hỏi mình thắc mắc trong các thư của thầy. Và một lần nữa kính mời cô Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa Pháp Sư, kính thưa quý vị. Dạ xin kính thưa Pháp Sư, chúng tôi con hỏi là tại vì con mới có 100 câu nên con không biết, chúng tôi cho con hỏi một câu. Câu câu là dạ, cây là cánh, cây tâm mới quý, trong đạo Phật chớ nên vượt quá nên vượt tiến. Thì con không hiểu Pháp Sư giải thích chuyện con, Nam mô A Di Đà Phật. Có gì ủng hộ cho dân chủ chẳng có tay đi, tại vì đứa cháu nó mới lên lần đầu lên trên cái cầm máy Mitsubishi này nó cũng hơi rung. Vậy cho bây giờ chúng tôi xin tính tránh lại cái câu hỏi của đồng đạo nha. Đồng đạo hỏi chai được tánh chai tâm mới quý, trong đạo Phật quá nên quyền bí, chỗ tâm thần tọa vị nơi thân, muốn cho nên khuya sớm chuyên cần lòng chí nguyện sở cầu Phật thánh. Thưa cô bác anh chị em chứ đồng đạo, vậy thì bây giờ qua trong cái đoạn này đồng đạo mới phát tâm tu mà hỏi câu này chí lý lắm cô bác anh chị em chứ đồng đạo. Tất nhiên là cái hai câu này thì nó cũng nằm trong bài Sa Đéc, hồi nãy tôi có xuất xíu rồi phải không, giờ khổ xuất xíu nữa. Thì bây giờ ở đây nằm trong bài Sa Đéc, và ở đây đồng đạo trích ra cái đoạn giữa của cái bài Sa Đéc là trước câu đó là chữ Nam Mô Trì Giới Giữ Chay, mới tới câu này phải không. Chữ Nam Mô Trì Giới Giữ Chay, chay được tánh chay tâm mới quý. Thì bây giờ nói thì phải nói câu đầu nữa đi mới được phải không? Chứ nói giờ chai được tánh chai tâm mới quý, bây giờ chai tánh chai tâm sao vậy? Vậy sao được phải không? Bây giờ phải nói là chữ Nam Mô Trì Giới Giữ Chai. Chữ Nam Mô tất nhiên chúng ta biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó. Nam Mô là đại diện cho lục tự, cũng như Đức Thầy nói là chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu sao thấy được nhà tiên cửa thánh, cũng nói Nam Mô không à, phải không? Vậy thì bây giờ ở đây là chữ Nam Mô tất nhiên là muốn nói là Nam Mô A Di Đà Phật đó. Mà Nam Mô A Di Đà Phật gì đâu có đủ không đâu, mà phải còn phải trì giới nữa, còn phải giữ chay nữa. Trì giới giữ chay nữa là phải gìn giới, cấm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng ta, phải gìn giới cấm sửa tâm ô tạp nữa, phải không? Vậy cho bây giờ niệm Phật coi như là phải giữ giới mới được. Thưa cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo, vậy thì bây giờ qua hai câu này là chữ Nam Mô trì giới giữ chay, tất nhiên là Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta phải giữ giới. Mà giữ giới tất nhiên bây giờ không có gì lại, tất nhiên bây giờ là 8 điều đang cấm đó cô bác anh chị em, chúng ta gán giữ nghe. Rồi bây giờ thập ác đó tất nhiên là sát sanh, đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, tham lam, sân độ, mê si, đó là chúng ta gán giữ. Lại bây giờ chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về có Phật, phải không? Mà tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Mà nếu như mà tam nghiệp mà được thanh tịnh thì danh Phật xuất thế, mà tam nghiệp bất thanh tịnh thì danh Phật nhập diệt. Cho nên bây giờ chúng ta phải giữ giới là giữ là trong thập thiện đó cô bác anh chị em. Giữ vậy đó nghe. Nhưng mà bây giờ nó là giới nó có nhiều lắm thôi. Bây giờ con cái giới này rất là gọn, mà Đức Thầy nói là khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết á. Hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng. Bây giờ mình giữ cái giới cái miệng của mình đó, cái này nó là quan trọng đó, phải không? Cái giới coi như là cái miệng của mình là giới nhãn mạc thị tha phi, giới khẩu mạc đàm tha đoạn. Có nghĩa là găng cái miệng của mình, đừng có nói chuyện thị phi của người ta, đừng có nói chuyện cái thị phi của người ta, phải không? Mình hay nói chuyện người ta nhiều lắm cô bác anh chị em, nhưng mà chân mình còn lắm lê mê, lại còn cầm bó đuốc mà ri làm người không. Cho nên bây giờ tôi nói chuyện quý vị mình hen là tu á, là công đức có vô lượng, là niệm Phật á, là phước đức á, là vô song. Nhưng mà con cái coi như là mình xài coi như là nó hao lắm, mà ngày có 100 ngàn mà xài hết 150 ngàn rồi, còn gì đâu mà vốn liếng mà đi về cực lạc, phải không? Cho nên bây giờ phải giữ cái miệng mình cho nó ngon, là giới khẩu mặt đàm tha đoạn, giới thân mặt tứ tham sân, giới thân mặt tùy ác bạn. Có nghĩa là chúng ta phải răng gì mới được cô bác anh em. Mà cái răng này Đức Thầy nói đó là cho chúng ta biết là cũng cái lưỡi làm thầy các việc, hãy kiếm cách đặng ta trừ tiệt, mà lấy tâm thần làm chủ mới mầu. Tất nhiên là chúng ta phải làm chủ nó mới được, đừng để cho cái lời nói mình nó xài giết, nó hao dữ lắm, hao năng lượng dữ lắm đó cô bác anh em chứ đồng đạo. Thôi thì bây giờ ở đây là đồng đạo mới hỏi là chai được tánh chai tâm mới quý, là giải quyết ở chỗ này đi hen. Chai được tánh chai tâm mới quý đó, có khi là đồng đạo tao bàn nó giờ chai tánh á, chai được tánh tất nhiên là chai cái tướng của mình á, và chai tâm tất nhiên là chai luôn cả cái tâm của mình đó cô bác anh chị em. Nhưng mà ở đây là tánh tâm gì đó. Bây giờ chai được tánh chai tâm mới quý, tất nhiên bây giờ là cái chai là cái miệng của mình. Chai hồi nãy nó nói rồi là chữ Nam Mô Trì Giới Giữ Chai, là ăn chai là chai miệng của mình, phải không? Mà bây giờ còn phải chai tánh và chai tâm luôn nữa, chai tánh và chai tâm luôn nữa,
Mà tại sao chai miệng coi như là phải cần chai tánh chai tâm? Bây giờ chai lạc chẳng phải là ngoài miệng, phải không? Mà phải lạc chai cho đến trong lòng. Tu đâu phải lạc chai không mà còn giới lực và lòng từ bi. Tất cả những hành vi đạo đức từ đáy lòng thành thật làm ra, dù nơi không có người ta cũng không để thối dại tà pháp sanh. Có nghĩa là bây giờ coi như là chai ở ngoài miệng rồi, bây giờ chúng ta phải chai tánh và chai tâm luôn nữa cô bác anh em. Mà ở ngoài chai miệng không đó, bây giờ chai tánh chai tâm không có là tham sân nghiệp chướng không. Ở trong lòng còn tham sân si đủ thứ trần trần, tham sân nghiệp chướng không chừa. Bo bo giữ của mà tương dư ít gì, phải không? Cứ mình giữ của ích kỷ hoài, bây giờ cái vấn đề chai đâu có nhậm gì, phải chai tánh và chai tâm nữa mới được. Phải chai tánh và chai tâm nữa mới được. Cô bác anh em, tôi kể quý vị nghe cái chuyện trong đường giải thoát nghe. Cái ông sư này đã nghe là được gọi là ông sư thiện, là suốt 40 năm tu luyện hàng ngày, cho nên ông tu ngon như lắm ngon. Nhưng mà một hôm thời tiết đổi thay, ông liền phát bệnh mấy ngày nằm luôn. Ông ơi, thấy hơi buồn trong dạ, miệng thèm ăn thịt cá vô cùng. Ông tu 40 năm rồi mà ông còn thèm ăn thịt cá. Tại vì ông chai miệng không mà không có chai tâm, không làm cho rạo được trong lòng, đêm không ngủ được. Suốt trong mấy ngày kẻ lối xóm giảng lại tâm viếng ông, thường đem cái chuyện ấy ra một người lối xóm đằng na làm thinh thắng trở về nhà trước đi. Liền hôm ấy thường khi dân khách cứ ghé đem một sách đồ ăn, nào là chả gỏi gà măng nè, nào là thịt nướng cá chân nực nồng nè, khiến ông bắt thêm lòng thèm khát, đồng thời người ấy đốt thêm lên. Ông nói gần là trong lúc ban đêm không ai hay biết cái chứ hiềm hả chị, bây giờ ban đêm không có ai đâu. Bây giờ coi như là tưởng đến đêm khuya chờ Phật ngủ mà xét khô vừa nướng miệng vừa nhai, cho nên bây giờ thôi, giờ ban đêm Phật ngủ rồi ha. Cho nên trong khi đó bắt đầu ông nói thôi giờ không ai biết, không ai biết, coi như bây giờ coi như đồng thời người ấy đốt thêm lên rằng là trong lúc ban đêm không ai hay biết chứ hiềm nghệ chi. Sư cứ việc ăn đi chắc mạnh, bằng không thì bệnh chẳng lành đâu. Sư còn ngần ngại hồi lâu sau rồi ông lại gật đầu liền ăn. 40 năm tu luyện vậy nào chai có ngoài miệng không hả? Sao rồi ông lại gật đầu liền ăn á, là trong khi đó là ông ăn rồi đó, sao cô bác anh chị em chứ gì xảy ra, phải không? Chai lạc mấy mươi năm gìn giữ chỉ một cơn thách thử tan tành. Bệnh ông không có những chẳng lành hen, ít hôm sau đó cái bệnh tình nặng hơn. Cái ông thấy tâm thần tán loạn, niệm Di Đà cũng không có nhớ rành, hôn mê cho đến lúc bỏ mình đầu thai trở lại gia đình hàng heo. Tu 40 năm mà đầu thai trở lại gia đình hàng heo gì đó cô bác anh chị em, chai ngoài miệng không hả? À, vì vậy cho nên đầu thai trở lại gia đình hàng heo, từ nhỏ đến lớn theo người ấy lành xưa không nhớ lại chút nào, cứ gây tội lỗi chuyền lao bị dây quan nghiệp dẫn đầu thai luôn, đi luôn nha, phải không? Chịu lắm kiếp vào cùng ra giải, gặp nhiều đời chết hải, sống kinh càng ngày mờ ám chân linh, lòng không còn biết tưởng tin đạo màu. Con ơi chớ quên câu chuyện ấy, tu gần thành mà quại có thường. Tu gần thành mà quái có thương. Nhà sư ấy miệng đau tương nhưng trong lòng vẫn còn dương mùi trần. Mùi trần ấy chỉ dằn chỉ nhẫn, nhưng ông không diệt hẳn nó điên. Nên khi sát yếu thần si ông còn thèm muốn những gì hiện ra, trong lúc ấy thắng qua nó được thì là, tất nhiên là Phật cước đi ngay, phải không? Còn nghe theo nó khiến sai thì là bị cảnh đỏ đại khó ra. Vậy cho nên bây giờ nếu mà chúng ta chiều nó thì không được. Mà Đức Thầy nói là phải gìn dục lòng, dục vọng lòng ta, mà đừng chiều theo nó gì mà hư thân. Chiều theo nó là không có được. À vì vậy cho nên bây giờ cái chỗ này là ở đây là đồng đạo nói là chai được tánh là chai tâm mới quý đó cô bác anh chị em. Tất nhiên là chúng ta phải chai tánh và chai tâm luôn, không chai tánh và chai tâm luôn mới được. Vậy bây giờ là chai tánh chai tâm đó làm sao? Bây giờ tôi nói cho quý vị mình đã nghe, bây giờ cái chai ngoài miệng rồi, bây giờ đó khi mình đã ăn chai rồi đó nghe, là bên nam của mình đã nghe có một con nằm nó quậy đó, mình chai nó luôn. Mày quậy kệ mày, tao chai mày luôn. Tất nhiên là bây giờ là không có màn tới gì nữa, tại vì mình nghĩ đây là nghiệp quả, là chứng duyên của mình. Chai như vậy đó, tất nhiên là chai tâm và chai tánh, phải không? Còn mấy cô mấy chị mình bây giờ cũng vậy, gặp con mình bây giờ cái kiểu đó thì chai luôn nghe kinh. Ăn tu rồi bây giờ phải chai luôn. Còn không chai luôn đó nghe, bắt đầu đó, lúc mình chưa có tu đó nghe, là không có ai đi đây động chạm mình, không ai quậy phá mình chứ. Mà tới giờ mình ăn chai tu rồi bắt đầu người ta chọc mình dữ lắm, ta khóa mình dữ lắm. Cho nên giờ là chai được tánh, chai tâm mới quý, có nghĩa là bây giờ phải chai luôn cái tâm cái tánh luôn nha cô bác anh chị em. Phải chai như vậy mới được, chai đến đổi giai đoạn coi như là chừng nào mà tâm hồn cho chúng ta mà được trong sạch luôn đó. Tất nhiên chừng lúc đó là chúng ta mới thành công đắc quả cô bác anh chị em. Vậy thì bây giờ nói cho em đứa cháu này riêng đó nghe, là nói chung tất cả chư đồng đạo của mình á, qua hai câu này đó chuyên là chai được tánh, chai tâm mới quý, có nghĩa là từ đây trở về sau là chúng ta phải giữ làm sao cho cái tâm của chúng ta được chai luôn nghe. Thôi bây giờ qua hai câu này đến hai câu sau đó hen, là trong đạo Phật quá nên quyền bí, chỗ tâm thần tỏ vị nơi thân, là trong đạo Phật là muốn nói coi như là ở đây là trong đạo Phật đó có nhiều cái tông giáo, phải không? Và có nhiều tông, Câu Xá Tông, Thành Thật Tông, Quan Nghiêm Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Tam Luận Tông, với là Duy Thức Tông, vân vân, Mật Tông,
tông, nó là trong đạo Phật hết. Ai tu theo mật tông cũng được, ai tu theo duy thức tông cũng được, Quan Nghiêm tông cũng được, Câu Xá tông, Thành Thật tông gì cũng được. Nhưng mà chỗ nào tông nào coi như là cũng là quyền bí hết. Trong đạo Phật mà là quá nên quyền bí, có nghĩa là tông nào cũng quyền bí hết trơn trọi. Bây giờ đây là tông Tịnh Độ chúng ta đang tu đây cũng quyền bí nữa cô bác anh chị. Trong đạo Phật mà Tịnh Độ tông nghĩa là cũng nằm trong đạo Phật phải không? Quyền bí có nghĩa là ai tu mà đến cái chỗ là cứu cánh rốt ráo của nó, tất nhiên là chỗ tông nào cũng quyền bí hết trong đạo Phật, phải không? Chỗ tâm thần tội dĩ nơi thân, bây giờ tu bất cứ là tông nào, mật tông, Quan Nghiêm tông, Câu Xá tông, Thành Thật tông, là Thiền tông, Tịnh Độ tông gì cũng vậy, cũng phải trở về với cái tâm của mình. Trở về với tâm của mình, Thiền tông làm kiến tánh, lấy cái chủ đích là kiến tánh để thành Phật, lấy coi như là cái tông đó là giới nè, định nè, huệ nè, làm tông, phải không? Rồi bây giờ nó cứu cánh của nó là giới, định, huệ. Giới có được á, là trong khi nó sanh định, mà định có được tất nhiên là phát huệ. À, như vậy tất nhiên là chúng ta nếu mà tu Thiền tông tất nhiên là lấy giới, định, huệ làm tông, tất nhiên là cứu cánh của nó. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta tu Tịnh Độ là lấy coi như là tính nè, nguyện nè, hạnh nè, để làm tông, để trở về với tự tánh của mình, phải không? Vậy thì bây giờ là tính, nguyện, hạnh nghĩa là chúng ta gồm tu đủ nó, tất nhiên là chúng ta sẽ đạt được cái kết quả là tu Tịnh Độ. Là bất cứ là tu Tịnh Độ hay là tu Thiền tông cũng lấy tâm làm chủ, đó là chỗ tâm thần tọa vị nơi thân. Vì vậy cho nên bỏ nước tất không tìm được cá, tội cội lìa sẽ chẳng kiếm ra bông. Thánh phàm ai tạo suy thì biết, mê ngộ đâu sanh nghiệm sẽ thông. Đừng có đau nam mà chữa bắt, chủ tâm được tức dạng sự tâm. Chủ tâm được cứ như là cái gì cũng thành công hết. Còn tâm không làm chủ là tâm không làm chủ, tất nhiên là xa đạo. Khắp ba tánh khá suy chu đáo, chủ được tâm cho đạo sớm khai. Đạo khai rồi cùng Phật đồng giai, hoàn toàn được vượt ngoài sanh tử, phải không? Tất nhiên là chúng ta như là không còn bị sanh tử lưng hầu nữa. À, như vậy tất nhiên là Đức Thầy nói tóm lại, Đức Thầy bảo cho chúng ta biết bởi chữ tâm mà quý hai ma tiên hoặc cũng là tại nó. Tất nhiên cũng trở về tâm mà cô bác anh chị em. À, chủ tâm nè, thấy tâm nè, xét tâm nè, chuyển phàm qua thánh tự làm đây ta. Tất nhiên là cái tâm của chúng ta coi như là gốc, đó là chỗ tâm thần tọa vị nơi thân. Tất nhiên là trong tâm của chúng ta là có Phật tánh, trong chất ước tất nhiên có nước, trong cành cây có chất bông hoa, trong sắc thân của kiếp người ta có thân thật ráng mà tìm lấy. Bỏ thân giả thật thân khó thấy, Phật khi xưa cũng phải dùng thân, thân ví như thuyền để làm chân đưa sanh chúng qua sông mê khổ. Khi bánh giác, nơi bánh giác khi thuyền đã đổ, người bước lên thuyền bỏ lại sông. Nếu người còn đang ở giữa dòng bỏ thuyền tất là không tới bánh. Vì vậy bây giờ ở trong thân của chúng ta có cái tâm á, tâm đây là cái tâm Phật, là chỗ tâm thần tọa vị nơi thân, là tọa vị ở nơi thân xác của chúng ta. Mỗi người người chúng ta đều có Phật tánh, ai mà chủ được tất nhiên là như vậy thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả là kết quả tương lai chúng ta được là tác Phật quy tiên của bác anh chị em. Thôi thì đề tài này chúng tôi xin tạm khép trả lại cho giấc chủ đi ha. Và ý kiến của toàn thể quý vị mình đã có điều chi bằng thêm thì bằng, không có xin phép cho thông qua nghi vấn mà còn gọn vậy đó nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đồng đạo kính mến, vừa qua là 7 cái tiêu đề mà được anh Tư đã giảng giải vừa xong. Cái tiêu đề thứ 7 cô Thảo đã đưa lên. Vậy thì cái tiêu đề này cô có đồng ý với cái tiêu đề của mình chưa vậy cô Thảo? Xét thấy cô Thảo đã đồng ý với cái câu hỏi của mình, giờ đây ban tổ chức cho biết là cái tiêu đề thứ 8 là tiêu đề chót. Kính mời chú Chính đến đây để rồi trực tiếp để hỏi anh Tư. Một lần nữa xin trân trọng kính mời chú Chính. Bữa nay cho câu hỏi mà tôi lại cái của Dũng đó. Tôi là chủ nhân nhà quá khác. Cái thầy cũng có lên đạo là 70 mấy năm rồi. Rồi cái buổi nhân giả này là đạo một năm như vậy đó. Rồi dạ tôi bao nhiêu người dạy cái nhân giả này trong giảng viên thế. Và các cái thứ hai nữa là tôi hỏi ông giảng viên ông dạy cái nhân giả này tới đâu rồi. Và ông dạy tới đâu chỉ tôi tới đó mà ông không chỉ cụ thể cái khả năng của ông để cho đồng đạo đi chung và sửa đổi lại cho mình dạy cái nhân giả này người trả nở cho ở cái này hoài được quá rồi. Rồi thôi nha bạn. Thôi vì ủng hộ cho dân chủ chồng có tay đi cô bác anh chị em chứ đồng đạo. Ở đây anh Chính anh hỏi cái ý hả? Bây giờ hồi nãy cái câu hỏi này là của đồng đạo Dũng đã hỏi rồi, nhưng mà ông Chính ông mới hỏi coi như là muốn lặp lại để hỏi lại cái ý gạn, hỏi lại coi như là trong đồng đạo của mình là ai là cái người nó dẹp được cái nhân ngã của bác anh chị em chứ đồng đạo. Rồi bây giờ coi như là hỏi bản thân của tôi, hỏi chưa dẹp được nhân ngã chưa. Thưa cô bác anh chị em chị đồng đạo, cái này coi như là mới độc đáo hơn nghe.
Thưa cô bác, anh chị em cùng chư đồng đạo, bây giờ trả lời cho nó mau đó nghe. Tất nhiên là trả lời cho anh Chính hen, là nếu như tôi đó nghe mà dẹp được nhân ngã rồi không còn ngồi đây để nói chuyện cùng với quý vị. Đúng, nói thật á. Tại vì dẹp được nhân ngã là thành Phật rồi. Nếu không thành Phật cũng là cái hàng Bồ Tát. Nếu không hàng Bồ Tát thì cũng được giáng sanh về Cực Lạc. Chứ mà đâu còn ngồi đây phải không? Còn nha. Rồi bây giờ ông mới hỏi gì chứ, bây giờ tất cả chư đồng đạo của mình ai là cái người được dẹp được nhân ngã? Tôi nói bây giờ có ông Thanh Sĩ à. Tại vì bây giờ ông chứng hàng Bồ Tát rồi tôi mới nói. Thấy không? Thì bây giờ nếu mà một cái quả vị Phật đó, tất nhiên là các vị Phật đó là mới dứt được hết cái tâm nhân ngã. Còn nếu như mà cái hàng coi như là từ coi như là cái hàng mà thinh văn trở xuống nữa nghe, ở đây nói qua kinh chút xíu nghe anh Chính, là vẫn còn nhân ngã. Là tại sao? Tại vì cái hàng mà thinh văn tất nhiên là từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, sau khi mà chứng được cái quả vị A La Hán rồi đó, là bây giờ coi như là còn là trầm không thủ tịch, đắm vào trong cảnh không vắng lặng, coi như là thấy chúng sanh còn, thấy chúng sanh còn mê nhiều quá, bây giờ độ chúng sanh khó độ lắm. Mà chính Đức Thầy là quạt Phật, là ông Phật ra đời rồi đó nghe, mà độ chúng sanh rồi mà chúng sanh không nghe rồi đó cô bác anh chị em chứ đồng đạo, ông Phật mới từ bi chi lượng, cái là không có giận thôi, không có nhân ngã thôi nghe. Còn mình bây giờ nếu mà đi ra đời đó mà độ hoặc giả là giúp cho ai một cái điều gì rồi đó cô bác anh chị em, mà nó xóa bỏ hết coi như là cái đức tánh nhân ngã đó nghe, khó mà xóa được chứ không phải là cái đơn giản đâu. Cho nên Đức Thầy ra đời dạy đạo đó nghe, là trong khi đó coi như là trong cái quyển mà đi dạo Lục Châu đó, Thầy đoạn thôi. Bây giờ coi như là bạn hàng tiếng nói quá giòn, gió giòn giá này chẳng bán còn chờ chuyện chi, bưng thời kẻ nếu người chị ở đây không bán chị thì đi đâu, dứt lời rồi lại câu mâu rồi mắng con đĩ chó mà khét hầu làm khôn. Cái kiểu này mà mắng kiểu này coi như là không nhân ngã, mà còn cái tánh nhân ngã rồi đấy hen, là không bao giờ coi như là chịu nổi đâu. Tôi nói thiệt quý vị, không có chịu nổi. Như vậy thì bây giờ Đức Thầy vốn dĩ coi như là một cái vị Phật lâm phàm, coi như là xóa bỏ hết, coi như là hết coi như là vấn đề mà cái tâm trần tục, có nghĩa là không có nhân ngã. Rồi bây giờ cái hàng Bồ Tát cho đến cái hàng thanh văn nãy tôi kể đó, cho đến cái hàng Bồ Tát luôn đó đồng với anh Chính. Cái hàng Bồ Tát đó nghe, tất nhiên là bây giờ là còn cái di tế, tất nhiên là vô minh phiền não, nghĩa là di tế của vô minh nghe. Nhưng mà cái hàng mà thuộc về Bích Chi Phật đó là còn trần sa quạt. Mà trần sa quạt đó là gì? Trần sa quạt tất nhiên là không phải cái quạt của bản thân, mà cái quạt coi như là ở đây là của khắp cả các tất cả các chúng sinh. Mà chúng sanh bây giờ mình đi độ người ta mà trong khi đó người ta không nghe mình, hoặc giả là người ta chỗ người ta bán, hoặc giả là người ta không thích mình gì rồi, bắt đầu là khó độ lắm. Tôi kể quý vị nghe cái chuyện này là ông là Xá Lợi Phất đó, ông đã chứng đạo rồi đó, đến cái hàng Bồ Tát rồi đó, ông chứng đến cái quả vị là lục trụ đó. Tất nhiên là trong khi đó bây giờ hàng Bồ Tát có thập nè, thập tính nè, thập trụ nè, thập hạnh nè, thập hồi hướng nè, tất nhiên là trong đây đó coi như là 52 địa vị Bồ Tát. Mà ông Xá Lợi Phất chứng được cái hàng lục trụ rồi đó mà còn coi như là bị ảnh hưởng là thối tâm, còn nhân ngã đó, biết không? Coi như là trong khi đó nó khó độ lắm. Bây giờ kể cho nó mau đi. Bây giờ Xá Lợi Phất trong khi đó ông phát nguyện, ông nói tôi phát nguyện coi như là để coi như là hy sinh cuộc đời của tôi để mà giúp đỡ là cho mọi người, bất cứ là cần cái gì là tôi giúp cái nấy. Phát nguyện cao cả như vậy đó, bây giờ là thối tâm liền. Bây giờ coi như là trong khi đó là có một cái vị thanh niên này coi như là lúc đó coi như là các vị Phật Quan Âm á bắt đầu coi như là mới thử trong khi đó chàng thanh niên bắt đầu đi dọc đường khất thực vậy, bắt đầu cái gặp chàng thanh niên bắt đầu ngồi khóc sướt mướt gì đó. Trong khi đó ông Xá Lợi Phất nói bây giờ coi như là nhân giả cái gì gặp cái hoàn cảnh khó gì cái việc nấu đi là tôi giải quyết giùm cho, chứ có đâu bây giờ coi như là ông ngồi đây ông khóc hoài làm sao, kêu gian than khóc là hèn. Cho nên bây giờ thôi giờ cái việc nói, ông không nói. Ông nói tôi nói ra bây giờ ông không giúp được gì tôi đâu mà tôi nói, ông không giúp được gì chân á, không tôi không có nói. Ông nói thì cứ việc nói đi, nếu được cái gì thì tôi giúp cho cái nấy. Ông nói bây giờ nếu mà ông kêu tôi mới nói đó nghe, chứ thật sự là tôi không muốn nói. Tới chừng kêu nếu bắt đầu nói bây giờ đâu mà mẹ tôi đau bệnh coi như là sắp thập tử nhất sanh ở nhà gần chết. Quan đại phu tất nhiên là thầy thuốc bảo á, là nói bây giờ là phải có con mắt của ông sa môn, tất nhiên là thầy tu á, là hòa với thuốc uống mới hết. Cho nên cái điều này mà ông kia tôi nói bây giờ tôi nói ra, bây giờ ông có giúp được tôi cái gì không? Ông giúp được thì ông giúp đi, bây giờ mẹ tôi gần chết rồi đó, bây giờ ông giúp được thì ông giúp.
Ông nói như vậy thì bây giờ ta đã nguyện rồi, ta đã hy sinh rồi, ăn thân của ta rồi. Bây giờ ngươi nói vậy, bây giờ ta sẵn sàng ta giúp nha, sẵn sàng ta giúp. Thì nói xong rồi bắt đầu nói thôi bây giờ là cái con mắt của ta nè, cứ việc móc đi, móc đem về đi, rồi quà với thuốc đi trị bệnh cho mẹ của ngươi. Ông nói đâu có được ông. Ông nói ông bố thí con mắt, ông đã hy sinh cuộc đời của ông, thì bây giờ nếu ông bố thí thì ông móc cho tôi chứ. Bây giờ tôi móc của ông thì qua ra tôi cướp đỏ của ông chứ đâu phải là ông bố thí. Ông nói như vậy cũng có lý ha. Như vậy cũng có lý ha. Thôi giờ thôi vậy để ta móc, ta móc. Bắt đầu là ông lấy giận hết sức của mình, bắt đầu cái ông móc cái là cái mắt bên tay phải. Ông móc đưa ra. Khi ông móc đưa ra rồi bắt đầu cái bắt động, úi cha ơi. Như vậy là không có được rồi. Ông thầy thuốc coi như là ông bảo là cái phải cái con mắt tay trái á, mà ông móc cái con mắt tay phải, cái kiểu này chết tôi rồi. Cái kiểu này làm sao hòa thuốc hết trị bệnh được. Cái ông á, là xá lợi Phật, ông mới nói tèn đó coi ngươi không nói trước, bây giờ ta tính móc một con mắt, còn một con mắt đúng đi làm đạo sự được, mà giờ coi như là con mắt đã móc ra rồi không còn giá trị gì trơn trọi, uổng quá tèn uổng rồi sao giờ. Nói bây giờ ông đã ông nguyện bố thí là chót bố thí, thì bây giờ cái con mắt này không có giá trị, không có làm được thuốc trơn, bây giờ thôi giờ ông đã chót làm ơn cho chót đi. Ông nói thôi bây giờ làm ơn cho chót, thôi bây giờ tao cũng nguyện, bây giờ đã hy sinh rồi, thôi giờ móc thêm này móc. Bây giờ móc thêm một con mắt tay trái, móc hai con mắt, bắt đầu là máu chảy dầm về, bắt đầu đuôi hết đâu còn thấy đâu anh Tân, không còn thấy hết trơn. Nhưng mà không còn thấy mà lỗ tai còn nghe. Bắt đầu là cái chàng á, là thanh niên này bắt đầu lấy cái con mắt á điện xuống đất mà nghe một cái bịch. Ở đây mình diễn tả lại nghe một cái bịch, bắt đầu lấy giò mà chà sột sạc. Nó cái con mắt tinh rinh gì vậy mà làm thuốc làm men được cái gì. Trong khi đó bắt đầu là ông xá lợi Phật, ông nghe ông thấu tâm rồi, con bắt thấu tâm. Ông nói ta đã nguyện hy sinh, bắt đầu là cả hai con mắt ta không còn thấy đường nữa, mà bây giờ hai con mắt này không có giá trị gì trên đâu. Thôi bây giờ chúng sanh khó độ quá, bắt đầu ông thấu tâm liền. Thấu tâm. Khi mà đã thấu tâm rồi coi như là Phật Quan Âm xuống thị hiện xuống liền, cô bác anh chị em. Nói ngươi đừng có thấu tâm. Đây tất nhiên là đây là muốn thử lòng của ngươi, coi như là có cái chỗ là kiên trinh, có chỗ là bền vững, có chỗ là phát tâm trọn nguyện được cái gì không. Bây giờ ngươi cứ việc coi như là làm cái hạnh nguyện của ngươi tới đi, rồi coi như là được anh trên coi như lộ cho ngươi. Rồi sao ngươi coi như là trong khi đó con mắt ngươi không có mù đâu mà sợ. Phật Quan Âm trở lại cho ông thấy được. Thưa cô bác anh chị em, bây giờ sở dĩ tôi kể một chuyện hơi dài để anh chị anh Chính. Bây giờ tới cái phụ bình nha. Tới cái phụ bình bây giờ là anh Chính hỏi bây giờ là tất cả các chúng sinh, bây giờ coi như là nói chung lại là bản thân của chúng tôi và tất cả chứ quý vị, ai là cái người coi như là trừ được cái tâm nhân ngã. Mà nãy giờ tôi đã kể bản thân tôi và tất cả chứ quý vị đó nghe, không có ai coi như là dứt khoát được cái tâm nhân ngã được hết. Thôi giờ tôi hỏi lại, bản thân tôi không dứt được cái tâm nhân ngã còn không? Mà tôi hỏi quý vị bây giờ bên nữ nè, bây giờ cô nào chị nào bây giờ nói tôi dứt được cái tâm nhân ngã, đưa tay lên làm biểu mẫu coi. Hả? Một người thôi. Ủa sao làm chung chưa cậu ta? Rồi như vậy là bây giờ cái cánh con nữ này bây giờ làm thân hết rồi. Còn phải không? Thôi giờ bên nam mình bây giờ từ đây nè, dài tới đó bây giờ tới trong nhà luôn. Bây giờ ai là cái người giúp được tâm nhân ngã, đưa ta lên coi. Ủa không làm thân nữa con cậu con bác anh em. Kiểu này mua rồi chết đây. Nghĩa là kiếm cái người mà giúp được nhân ngã khó quá đâu. Hả? Bạn ơi tôi nói tôi còn mà sao đứa được. Trời ơi đừng có từ từ mà. Nó cũng đỏ giúp rồi. Dạ. Tôi chưa giúp được anh Chính. Thôi bây giờ cái đề này bây giờ tôi chịu thua rồi. Bây giờ coi như là không có ai giúp được nhân ngã. Nhưng mà tôi nói với anh là tôi tập từ từ. Từ từ thì bây giờ nói chung lại bây giờ mình không giúp được nhân ngã, nhưng mà luôn tập từ từ và đến cái giai đoạn cuối cùng rồi. Tôi nói quý vị ở đây là không giúp được nhân ngã trong hiện tại, tôi nói quý vị mà đến gặp bệnh đó nghe, còn sắp chết đó nghe, cũng bỏ nhân ngã ha. Thì chứ tới đó còn nhân ngã gì nữa giờ, tới đó còn nhân ngã gì nữa giờ. Quý vị mình thấy ở trên cái đống xuôi trên ba chút là 3,000 là 110 thấy cái thi hại chở nó, quý vị mình lại đâu chữ con nó làm tin không có nói gì không. Giết nhân ngã hay đó. Tới chừng đó cũng phải bỏ nhân ngã à. Tới chừng mà đau gần sắp chết rồi tôi nói quý vị bây giờ đến chừng đó rồi hen là không có nói nhân ngã cho bây giờ chửi mình cũng làm thinh. Mắng mình cũng làm thinh.
rồi tới chừng đó không có còn cái tiếc nuối nhà cửa vợ con cái xe cổ tàu mà đụng chân chỗ không còn nhân ngã nữa. Tới đó rồi là phải giúp thôi à. Tôi nói bây giờ quý vị mình không giúp bây giờ tới chừng đó cũng giúp à. Tôi nói gì đó bây giờ đó bản thân chúng tôi cũng vậy, tôi không giúp được thì tới chừng đó cũng giúp. Cũng muốn hà tôi nói thiệt tình với anh cũng muốn là bây giờ anh bây giờ coi như là tạo ra coi như là ruộng vườn nhà cửa rồi xe cộ rồi tất cả các việc đó mà tôi nói cuối cùng rồi anh cũng phải bỏ vô ngã ha. Bỏ anh phải đi thôi, phải bỏ rồi phải không, phải bỏ rồi ơi. Cuối cùng cũng phải bỏ. Cô bác anh chị em có một cái chuyện này đến hỏi gì sư, nó dạ thưa thầy bây giờ con muốn buông bỏ coi như là tất cả các việc thế gian con không còn chấp gì nữa hết, nhờ thầy dạy cho con một cái phương pháp để con buông bỏ. Cái ông thầy ông trả lời nó giờ con muốn bỏ không, nó dạ con muốn bỏ, bỏ bỏ đi, ông trả lời gọn à, con muốn bỏ thì bỏ đi. Nó dạ thưa thầy bây giờ con muốn bỏ bỏ không được thầy. Con muốn bỏ bỏ không được. Cái ông thầy nói thôi giờ con muốn bỏ bỏ không được thôi, bây giờ thầy mời con uống nước. Ông cầm cái ly nước vậy là mời thầy mời con uống nước. Trong khi đó bắt đầu cầm cái ly nước vậy nào chứ, cầm ly nước bắt đầu con thầy ông lấy cái bình nước mà nè, cái bình nước nóng luôn chứ. Ông có dài vô ông có coi như là tới chừng mà tới cái miệng ông có tràn ra cái ly nước ở đầu nó tràn nước nóng ra buông xuống một cái bóp. Cái ông thầy nói thế nào, thầy khi con bỏ cấp trước là không có bỏ tay, con chưa bỏ mà tới chừng con á là bỏ rồi là con bị bỏ tay con mới bỏ không, bỏ tay rồi con mới bỏ. Vậy thì bây giờ coi như là nếu mà chúng ta không bỏ ngay trong hiện tại bây giờ sau này chúng ta bỏ, mà tới thì chúng ta sau này bỏ nó bị bỏ tay chưa đúng không, không tay hết không phải không. Bây giờ chia cho bằng tay sống lo con dùng với lực nghe kinh tụng Phật đến năm trung quả lành đâu bất cổ tay tu chư Phật đã chờ chúng ta bỏ càng nào càng sớm càng tốt. Sống tu được sống kề sang báo, sống tu thì phiền não, sống tan không tu kẻo để muộn màng vô thường chẳng đợi thời gian không có chờ không, tới chừng đó con bỏ à. Rồi có cái ông này hôm đó tôi nằm bệnh viện ở Sa Đéc là do có đau chân trời, trong khi đó coi như là nằm kế một bên tôi thì đau bệnh tim, đau cái bệnh tim coi như là đau từng khổ mà lũng cái phổi xì hơi ra coi như là thở oxy, còn cái ông kế bên là bệnh tim. Cái ông bác sĩ đó là bảo tôi thở một bóng, mà bỏ là tôi thở một bóng. Cái ông đó là cái ông bệnh tim á, ông bắt đầu nó trời ơi trời, ông mà thở mà nó chắc con chết tại vì nó sợ nổ một bóng. Ông bệnh tim mà nổ một bóng cũng là ông sợ. Nằm kế bên đó nữa tất nhiên là cái ông này coi như là già 78 tuổi, coi như là ông đau bị bệnh xiển, coi như là ông thở hào thở nào thở, mà bác sĩ nói bây giờ ông đau nằm đây chắc không có đông đâu, thôi bây giờ ông ráng coi như là để mà niệm, bác sĩ không có kêu niệm Phật, ông ráng tịnh dưỡng đi rồi trong thời gian gia đình nó trở về mà lo hậu sự. Cái lần này tôi có khuyên ông nên ráng niệm Phật cho coi, ông 78 tuổi coi như là tuổi cũng lớn rồi. Ông nói gì đó chứ ông nói tôi còn niệm Phật không có được, chú nói thiệt tình với chú làm gì làm với tôi niệm Phật không có được. Cuối cùng rồi tôi nói bây giờ ông để kê khai nhà cửa ruộng vườn cỏ nghe mà thấy khủng khiếp luôn vậy đó. Vậy đâu mà cũng chưa có xong nữa. Cái người mấy người bán giấy số vô bắt đầu có vô bắt đầu mời bắt đầu cái ông ngồi không có nổi mà kêu bán giấy số vô rồi bắt đầu cái ông kêu lại mua giấy số. Ông quay lại ông mua bắt đầu ông dọn ông lần ông dọn đó bây giờ tao hết thấy đường rồi tao mà mệt quá rồi bây giờ mày dòi tao là kêu con nhỏ bán giấy số nó dò. Cái tôi mới nói tiền đó coi ông coi như là đau sắp chết rồi mua giấy số chi vậy ông. Ông nói gì chưa chết thì chết, bây giờ mình mua lại nếu mà có lỡ mà có trúng thì mình lo cho con mình cháu. Tôi nói bây giờ ông thanh sĩ ông nói bệnh đau hấp hối trên giường không lo ăn thuốc mà con lo lường nữa. Ông sắp chết tới nơi rồi mà ông còn lo cái chuyện này nữa chứ vậy. Ông nói gì chứ ông lo sao được, bây giờ chừng nào chết thì chết, bây giờ tôi nghĩ là còn sống phải lo. Tôi nói bây giờ ở đây tâm trạng của việc mà ta nghe nó giống như cái ông đó nhiều lắm, có nghĩa là chừng nào chết thì chết nhưng mà lo vẫn lo hoài tới vậy đó. Ha, có bà này bà khổ dữ lắm, khổ nói bây giờ bà khổ quá khổ mà thôi giờ bà không phải chia bà chia cái khổ bớt lại cho tôi đi. Bà nói chia sao được chú, tôi nói thì bây giờ bà coi như là giàu có tiền có bà có khổ thì bây giờ bà chia tôi là 1/3 cái khổ của bà đi, tôi chia bớt cho. Bà nói coi như là mặc dầu tôi khổ tôi giàu có coi như là ban ngày thì cầm cân suy nghĩ điên thạch đốt tính to coi như là đếm tiền đếm bạc khổ sở vậy, nhưng mà tôi nói thiệt tình với chú bây giờ cái khổ tôi nó quen rồi chú ơi, bây giờ để cho tôi khổ đi, bây giờ chú ơi, là không khổ để cho chú không khổ đi, còn cái khổ tôi nó quen để cho tôi khổ được rồi bác anh em chị cũng không chia nữa phải không, được rồi bác anh em chị đồng đạo. Vậy thì bây giờ ở đây coi như là nó cũng chưa rồi nó phải giúp cho biết như này cuối cùng, nhưng mà giờ đây trả lại
ý kiến của dân chủ đó nghe, là nãy giờ không có bàn cái vấn đề mà dân giả, mà bây giờ muốn nói cho quý vị mình nó nghe thì đây trở về sau đó, là quý vị mình biết coi như là cái dân giả nó kêu là cái của mình thì cái của ta, của người thì của ta, là chúng ta không có nên phân biệt, mà từ đây trở về sau hãy coi tất cả các đại chúng và tất cả bà con của mình cũng như là tập thuộc gì, có nghĩa là thương yêu lẫn nhau như con một cha đi dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, là chúng ta phải thương yêu lẫn nhau, là chúng ta nên biết coi như là cái cõi đời này nó kêu là vô thường, là khổ não, là vô ngã, là quốc độ quy thế tứ đại khổ không vô ngã, ngũ ấm vô chủ, thân này coi như là không có cái gì là thật hết. Là chúng ta nên nhớ vậy, mà chúng ta coi như là ráng tự tâm ráng tu hành để mà chúng ta thoát đi cái sanh tử luân hồi. Còn nếu một ngày nào mà chúng ta đến phút lâm chung cuối cùng rồi mà chúng ta còn ôm ấp cái tư tưởng nhân ngã, lo cho gia đình, lo cho vợ, lo cho con, lo cho sự nghiệp, nhưng mà cuối cùng thì mê đâu thì sanh đó không xê, luân hồi bởi tại mê mà có, điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ, chúng gấp mê rồi nó gấp sanh, tất không còn bị nghiệp hoành hành thì đó mới trở thành đại tại, phải không? Rồi bây giờ nếu mà chúng ta có phát tâm về Phật thì chúng ta quy y với Phật, phát tâm Phật thì quy có Phật, phát tâm phàm thì rớt khỏi phàm, Phật phàm do chỗ phát tâm, tâm nào mà đấy không là một ai, chúng sanh muốn sớm ngày giải thoát thì cần nên sớm phát Phật tâm, trần lâu thì để ăn thăm giờ dù la lắc khó làm chóc kiều, biết lo trước là yên dưỡng nhất, đến muộn rồi chạy chỗ cũng công, trong khi muốn lộ qua sông những đồ mang gánh lòng thòng bỏ đi. Thần thần tất nhiên là cái tánh tình của mình còn chấp đó, còn nhân còn ngã, còn tướng chúng sanh, còn tướng họ giả, thì bây giờ cuối cùng rồi cái như là chúng ta vẫn còn bị cái như là trong cái cõi đời này khổ hoài đến chính đời nha. Vậy đây bây giờ chúng ta phải gấp rút phải tu siết học bài, phải tu đề học pháp, tu dập vô minh, tu sinh cực độ, một tu khổ niết bàn, tu sang cực lạc một lần này, như các bác anh chị tu một lần này thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta phải quyết định cái như là quả cảm là gắn trần cột, hãy mau quan ném, hãy mau chân có gắn sự tu nào, dù hương bát nước con khu nào, tịnh niệm a di đà phật, các sự thế tâm vô nhất vật chỉ một lòng, đạo đức chung bồi, nơi nhân ba cũng ấm chưa ngồi thì nhất định chưa thôi niệm phật. Bây giờ niệm phật lại cho đến nhà chung thôi, cô bác anh em thôi, thì chúng tôi cũng xin tạm kết thúc, và trước khi rời khỏi vị trí này chúng tôi cũng cảm ơn tấm lòng của tất cả cô bác anh chị em mà xuống chân dưới gần 1.5 tiếng đồng hồ của việc ủng hộ cho cái chương trình Phật pháp, ủng hộ nơi cái đạo tràng, do đây gia đình có đồng đạo tư hoàng. Và chúng tôi thiết nghĩ hôm nay chương trình trao đổi Phật pháp này là chắc có lẽ là có rất nhiều phước duyên và công đức. Nếu hôm nay chương trình trao đổi Phật pháp này có điều kiện gọi là phước duyên hay là công đức, chúng tôi cũng xin đề nghị cùng tất cả cô bác anh chị em chúng ta hợp tác lại để tạo thành một cái quà kinh thánh công đức để hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, cầu nguyện cho các âm được siêu, cầu nguyện cho nguyện vui được thế, cầu nguyện cho phụ nguyện thất tổ, cầu nguyện cho muôn đời người quá cố là thánh thân của đồng đạo tương hoàng hôm nay được lương dạ công đức này hạnh lành này mà được nhẹ tất thì may được được cánh sanh tự độ. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ân trên hồng ân tam bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả cô bác anh chị em thân được mạnh khỏe, tâm được trong an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn và cố gắng tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình, để sau này đức tôi sẽ trở lại tất cả chúng quý chị mình có đầy đủ hạnh lành, đầy đủ phước duyên mà chúng ta được dự kiến trong ngày long qua đại hội. Nãy đừng hồi đã tiếp nối chuyện xây thì cần lại để đáp ơn thầy hội nguyện Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.